Hi everyone. It's Good Friday. This whole week was the Holy Week, and today, those of you who are Catholic, we go to Mass today to remember Jesus dying on the cross for us. But those of you who are not Catholic, today is a very significant day, and you know, it's hard for, like, even for me, like, before, it was hard for me to really understand the whole concept of, you know, what Good Friday means. Like, I didn't see it related to my life. I didn't see, you know, the significance of it. And, you know, before I went to church, you know, I've been going to church for, I would say, 20 years. And I was always born a Catholic. I was baptized. But when I was small, like, I really wasn't raised up as a Catholic. I didn't go to church when I was, you know, younger. So I really never had that strong understanding of, you know, what the whole Catholic, you know, process is. And especially, you know, Good Friday and Easter, like, this time of the year happens every single year, never fails, you know. And it's the same thing I hear every year when I go to Mass. It's the same story, same way told, nothing different. I'm pretty sure for the past 2,000 years, it has not changed, right? So, but it's something about this year that when I go to Mass, especially last Sunday, yesterday, and today, I had an, you know, so overwhelming emotional feeling. And I would say that it took me 41 years of my life to really understand the meaning of Good Friday. And, you know, back in, like, 2,000 years ago, everything about Jesus, you know, his journey, his life, his teaching, you know, and even the whole story of Good Friday was told by his students, right? His disciples. So, you know, they've written everything down and it got sorted out and everything, and then it became the Bible, right? So, I'm not good with technical words, but I hope you understand what I mean. So basically, 2,000 years ago, there were no live stream, okay? There were no iPhone, there were no Samsung, there were no internet. So everything was all written down, you know, and that's how people tell stories from generation to generation. And that's how we have the Bible today, is because everything was written down. I, living in 2024, not much of a writer myself, okay? And, you know, it takes me forever to write my story of the day. And, you know, I think it's just easier for me to tell the story. So, this is me 2,000 years after Jesus, okay? So, before there were pen, paper, ink, whatever, for, you know, Jesus' students, disciples to write it down. But now, in the 24th century, 2024, we live stream everything and we talk. So, you know, each generation has its own strengths and weaknesses. And, you know, I just want to share my experience of Jesus' story. And so today is my Juying Lian Mong. It's pretty Mong right now. It's like 11:30. So I always call it Juying Lian Mong.
But today my story is about con đường Chúa đã đi qua, okay? So today I went to Mass. It was a 2-hour Mass. So yesterday we had Mass. Today, Good Friday, we have Mass. Tomorrow we have Mass. And Sunday we have Mass. So 4 Mass this week. Each Mass is about 2 hours and plus long. And, you know, before 2020, I would have a hard time going to church this much, okay? And I have mentioned many times, I am no saint, I am no, like, I'm not a goody-two-shoe, I'm not, you know, anywhere near that. I go as, you know, because I'm a Catholic, you know, I got to know God, I got to know Jesus through, you know, obstacles and challenges in my life. That's how I turned to Jesus and God, but I never really went through the orderly way of, you know, like I didn't, like when I was small, my aunt never took me to Sunday school and learn the Bible and all that stuff like kids nowadays got to do, or other people got to do. So I learned about the Bible, I learned about God, my faith in God grew through my experience in my journey of life, right? So before 2020, I believe in God, but I didn't believe to the point that I do after 2020. And the significant change of my life was after 2020. As you all know, after Anya passed away in 2020, my life completely changed, okay? And I'm gonna share with you that I'm sitting here today. I wanna share a story with you from my personal life and my personal witness that God is with us. And I'm gonna show you through my personal stories. Those of you who have been with me, you know, I'm very active in the community. And if you're friends with me on Facebook, you probably see that. And if you are my friends, my family, those who have been with me, especially in involving in the community, you pretty much know my life because it's all I do. And, you know, I'm pretty open on my Facebook. I don't hide anything. And, you know, I share, like, back in the day, like I tell you, everything was written down. People write things down. People have diary. They go home and they sit there for hours and write a book. You know, which is fine. Nothing wrong with that if that's all that time got to offer. But nowadays, if we have iPhone, we have Samsung, we have a camera, we can selfie, we can, you know, live stream, we can video ourselves. Why not, right? So I go the easy way, or the quicker way is just talking to my live stream and, you know, talking into my camera as opposed to writing it down. It's pretty much the same thing for me, but it's just more faster for me, in my opinion. So I want to share this so that those of you who are around me, or those of you who just happen to drop by my channel and my YouTube channel, my social media channel, like if you happen just like strolling on your phone and you happen to jump into my, you know, my page, you know, I want to share with you that, you know, if 10 years from now, when I'm 6 feet under, dead underground, and, you know, dual garbe, you know, and if my friends and my family watch these videos, live streams that I do now, and, you know, just, and, or people who just
randomly run into my page and, you know, listen or hear my story, they once know that there was a girl named Kelly Hong Lei used to live, and these are the things that happened her life, happened in her life, and the story that she tells may be helpful to somebody, right? Just like 2,000 years ago, you know, Tan Fao Lo or Tan Lu Ga or all the saints that wrote the Bible, they were probably just regular people like me who just sat at home, write a diary. So just a heads up for you guys, this is gonna be a long video. I tend to explain things pretty, you know, slowly, so those of you who are watching this video, I hope I don't bore you to death or make you fall asleep, I want to share with you my story, okay? So, hôm nay Kelly muốn chia sẻ cái nghĩa của bài hát Con đường Chúa đã đi qua, con đường Chúa đã đi qua trong cái cảm nghĩ của Kelly. Và đây là những cái trải nghiệm thật sự trong cuộc đời của Kelly mà Kelly muốn ghi lại để 10 năm sau mà mình có vô diện dưỡng lão, mình ở trong đó mình cũng có thể coi lại những cái thời trẻ mình làm gì, rồi mình vấp ngã cái gì, rồi mình học hỏi cái gì. And you know, hoặc là nếu có ai đó có xem cái chuyện đêm muộn của Kelly, cũng có thêm một cái perspective của một cái người khác. Thì hôm nay Kelly đi lễ, thì bữa nay là lễ thứ sáu Chúa bị đóng đinh, cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Thì hôm nay đi lễ, các Kelly xúc động lắm các bạn, cũng giống như hôm qua đi lễ cũng rất là xúc động. Có thể là mình đã trải nghiệm qua những cái cuộc đời rồi, cho nên mình mới thấy những cái lời Chúa và những cái gì mà Chúa đã trải qua nó rất là gần gũi với mình. Thì hồi hôm qua là thứ năm tuần thánh, thánh lễ về bữa tiệc ly, Chúa nói ngắn gọn thôi, tại vì những cái chi tiết thì các bạn cứ lên Google rồi các bạn đánh vô thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh, chủ nhật tuần thánh, các bạn cứ đánh vô thì rất là nhiều thông tin cho các bạn để các bạn đọc nó chính xác hơn. Kelly chỉ tóm tắt lại những gì mà Kelly hiểu thôi. Thì hồi hôm qua thứ năm tuần thánh á, là bữa tiệc ly, Chúa ăn bữa ăn cuối cùng với các môn đệ của Chúa, và từ đó mới có bánh bí tích thánh thể. Là khi mà các bạn đi nhà thờ mà các bạn thấy mọi người đi rước mình thánh Chúa đó, cái bánh đó là mình thánh Chúa, thì đó là cái bánh nuôi chúng ta về tinh thần. Thì các bạn muốn hiểu thêm về nghi thức Công giáo thì các bạn cứ lên Google, các bạn cứ hỏi bác Google nha, bác Google sẽ trả lời chính xác hơn Kelly. Nhưng mà hồi hôm qua là bữa tiệc xong, thì Chúa ở trong cái vườn, Chúa ở trong cái vườn và Chúa thấy được, Chúa cảm nhận được những cái chuyện sẽ sắp xảy ra. Thì Kelly hồi hôm qua đi lễ, khi mà đọc lại cái cha và các anh chị trong thánh lễ mà đọc lại cái lời của Chúa, thì xúc động lắm các bạn. Và Kelly có thể cảm nhận được cái sự cô đơn của Chúa. Tối hôm qua thứ năm tuần thánh, Chúa cô đơn cỡ nào khi mà Chúa sắp gặp được một cái biến cố khủng khiếp,
mà Chúa cảm thấy rất là cô đơn. Thì lúc đó Chúa chỉ có thể nói chuyện với Chúa Cha, cầu xin Đức Chúa Cha để cho có một cái niềm an ủi nào đó thôi. Thì hôm nay á các bạn, Chúa bị đóng đinh. Thì hôm nay đây Kali đọc cho các bạn nghe ha. Ok, ngắm đàn thánh giá. Thật sự có 14 chặng đàn thánh giá. Thì các bạn có thể lên YouTube hoặc là Google để mà nghe hết, tại vì nó dài lắm. Nhưng mà trong đây á, Kelly thích những cái câu này thì Kelly sẽ chia sẻ với các bạn ha. Trong phần khai mạc, lời Chúa Giêsu, 14 chặng đàn chúng con sắp bước đi, Thầy sẽ cùng đi với chúng con. Chúng ta hợp nhất làm một với nhau trong Thiên Chúa Cha. Vì thế, đường thánh giá của Thầy là Chúa Giêsu 2000 năm trước và đường đời của chúng con ngày hôm nay cũng chỉ là một. Thì câu này cho Kelly hiểu là cái con đường Chúa đã đi qua 2000 năm trước các bạn, là cái cuộc khổ nạn của Chúa đó. Thì đối với chúng ta, cuộc sống bây giờ không khác gì hết. Và hồi xưa khi mà Kelly nghe cái câu này các bạn, khi mà Kelly đi lễ á, Kelly không có thấy nó ăn nhập vào cuộc sống của mình, tại vì Kelly có bị cái gì bao giờ đâu mà Kelly cảm thấy nó gần gũi. Kelly nghe thì Kelly chỉ nghe thôi, và Kelly nghe được cảm thông cho Chúa chỉ có một phần nhỏ nào lắm thôi, tại vì mình sống cuộc sống bình an hồi nào, bây giờ mình đâu có va chạm cuộc đời, mình cũng đâu có làm cái gì đâu mà mình gặp những cái đau khổ hay là cái khó khăn, đúng không? Nhưng mà quả thật là khi mà mình sống lâu như Kelly rồi thì mình gặp những cái chuyện trong cuộc sống. Thì khi mà gặp những cái chuyện trong cuộc sống rồi thì mới biết rằng đó là cái thánh giá mà Chúa thường nói trong Kinh Thánh. Mà hồi nãy giờ mình nghe cái chữ con vác thánh giá cũng chẳng hiểu là vác thánh giá là như thế nào. Thì hôm nay khi mà Chúa bị đóng đinh, thì trên cái chặng đường á, Chúa đi nó có 14 chặng đường. Thì mỗi cái chặng đường á là những cái giai đoạn mà Chúa muốn dạy chúng ta là chúng ta sẽ qua những cái con đường như thế. Thì khi mà Chúa bị người ta du oan này các bạn, thì tóm tắt lại cho các bạn, các anh em nào mà không phải là Công giáo Kali nói sơ ha. Thì Chúa xuống trần gian này, Chúa thành con người để mà Chúa cùng đồng hành với chúng ta, là con người 2000 năm trước, nghĩa là tổ tiên ông bà của chúng ta đó. Thì Chúa xuống là để Chúa giúp chúng ta, Chúa mang tình yêu thương và bình an chúng ta. Thì khi mà Chúa đến mà Chúa nói Chúa là tình yêu thương, thì những cái việc Chúa làm á, có một số người không thích, có rất nhiều người
thích Chúa, thương Chúa vì Chúa giúp cho họ, Chúa cứu họ, Chúa làm phép lạ, Chúa mang bình an trên người ta, Chúa giúp đỡ người ta. Tại vì những người mà Chúa giúp đỡ là những người nghèo khó, những người bần cùng, những người bị xã hội bỏ rơi. Thì Chúa, tuy là Chúa là người rất là vĩ đại và rất là cao thượng, nhưng mà Chúa không phải chỉ đồng hành với những người giàu có, giàu sang hay là bậc cao hơn. Nhưng mà Chúa luôn khiêm nhường, Chúa đến với những người khốn cùng, những người đau khổ. Chúa thương họ và Chúa muốn giúp cho họ. Thì khi mà Chúa đã Chúa giúp cho họ thì Chúa bắt đầu được nhiều người yêu mến Chúa và người ta tin Chúa. Thì chính vì người ta mến Chúa, người ta tin Chúa và người ta theo Chúa thì Chúa trở thành một cái sự đe dọa cho những người khác, những người mà có quyền thế, những người mà muốn empower, ok, những người mà ở trên cao thì họ có những cái quyền lợi của họ và họ sợ Chúa sẽ lấy đi cái đó của họ. Cho nên đối với những người đó, Chúa là cái sự đe dọa và họ tìm mọi cách để mà diệt Chúa. Thì trong Kinh Thánh có nói là có một ông Pilato, ổng là một chức quan hay là một cái người mà in power. Thì lúc đó người ta có những người họ tố cáo Chúa là Chúa là cái này, Chúa là cái kia, họ vu khống cho Chúa. Thì họ mang Chúa đến một nơi để cho ông Pilato xử. Thì một trong những cái punishment mà ác nhất, đau nhất, đó là đóng đinh trên cây thánh giá. Thì những người mà không thích Chúa, vu khống cho Chúa, hại Chúa, họ muốn Chúa chết. Tại vì chỉ khi Chúa chết rồi thì Chúa không còn là cái sự đe dọa cho họ nữa. Thì dù cho bao nhiêu bằng chứng, bao nhiêu điều cho thấy là Chúa không có làm cái gì đe dọa người con người cả, Chúa chỉ đơn giản là Chúa là tình thương, Chúa giúp cho người ta có cuộc đời tốt đẹp hơn, Chúa mang tình yêu thương đến cho người ta, Chúa giúp những người khốn cùng. Cho nên thật sự không có bằng chứng nào hay là không có cái việc gì mà có thể cho thấy rằng Chúa là cái điều xấu cho nhân loại hết á. Chỉ có cái điều duy nhất là Chúa chỉ là cái sự đe dọa cho những người mà ham danh, ham lợi, ham quyền thế. Cho nên đối với họ, Chúa là cái sự đe dọa của họ thôi. Còn ngoài ra Chúa chẳng có cái phạm tội gì hết. Cho nên Chúa thật sự không đáng và không nên bị giết hoặc là bị hành hạ. Nhưng mà Chúa vì cái sự thật, và khi mà Chúa nói lên sự thật thì người ta dù cho có bao nhiêu bằng chứng đi nữa, người ta cũng không muốn tin cái sự thật đó, người ta chối cái sự thật. Và cuối cùng sự thật đã không được hôm nay đi lễ thầy giảng một bài rất là hay các bạn. Kelly có thu âm lại cái bài giảng hôm nay, và Kelly thấm từng lời từng chữ. Và cái bài giảng hôm nay, nếu ai đã bao giờ ở trong cái hoàn cảnh tương tự như Kelly, tương tự như Kelly, tại sao? Tại vì Kelly đã trải qua cái đó, cho nên Kelly mới hiểu được cái
cái bài giảng hôm nay nó mang một cái ý nghĩa rất là thấm như thế nào. Cho nên nếu mà ai đã có những trường hợp như Kelly thì họ nghe rất là thấm và nghe rất là thật sự là nghẹn lòng, nghĩa là nó hit the right spot luôn đó các bạn, giống như là đúng là chọt đúng cái tim. Thì hôm nay thầy giảng một bài giảng, Kelly có thể nói rằng rất là powerful. Kelly nghe từng lời từng chữ, dù cho tiếng Việt hồi xưa rất là khó hiểu và học rất là cực, nhưng mà bây giờ đã học được rồi và cái Kelly mới hiểu được từng chữ mà thầy giảng hôm nay. Cho nên vì thế khi mà nghe thật sự là nó nhói tim luôn á các bạn. Thì Kelly sẽ các bạn hãy coi trong cái comment ngày mai, Kelly sẽ extract ra từ cái phone của Kelly, tại vì Kelly có thu âm lại. Và các bạn có dịp các bạn nên nghe, tại vì khi mà các bạn nghe nó giúp cho mình được sự bình an. Và khi mà Kelly nghe bài giảng hôm nay, dù cho lòng đau như cắt, các bạn Kelly nghe mà nó thấm vô cùng. Nhưng mà Kelly bước ra cái nhà thờ, bước ra thánh lễ hôm nay, trong lòng Kelly chỉ có thể nói tạ ơn Chúa các bạn. Thật sự tạ ơn và tạ ơn và tạ ơn tất cả những hồng ân Chúa ban. Kelly trải qua bao nhiêu chuyện trong 4 năm qua mà bây giờ Kelly mới nhìn ra được trong cái đau khổ mà Kelly đã trải qua. Đối với Kelly nói là đau khổ là tại vì hồi nào giờ mình chưa bao giờ cực khổ hay là đau khổ bao giờ. Nghĩa là cuộc đời mình hồi nào giờ cứ... Anh Nhật hồi xưa cứ nói Kelly là tiểu thư. Nghĩa là mình không có... Mình lớn lên ở đây từ bé cho nên thật sự mình không có trải qua những cái khó khăn cái gì hết các bạn. Cho nên vì thế mình không biết cái đau khổ đó là cái gì. Nhưng mà 4 năm vừa qua, những gì mà Kelly đã trải qua, thật sự bây giờ mới hiểu rằng là những gì mà Chúa trải qua hôm nay á, nguyên cái chặng đường 14 chặng đường thánh giá, Kelly có thể cảm giác được nó gần gũi với mình vô cùng. Thì Kelly trả lại câu chuyện, thì Chúa bị người ta vu khống và họ muốn giết chết Chúa, đóng đinh Chúa. Thì các bạn cứ tưởng tượng ha, các bạn cứ tưởng tượng hồi xưa thời buổi này thì phần lớn người ta giết nhau qua lời nói, người ta giết nhau qua mạng, qua social media, người ta vu khống, người ta mạ lị nhau, có nghĩa là người ta giết nhau bằng lời nói. Hồi xưa thì không nói nhiều, muốn ai chết hay muốn làm gì ai thì lại cầm dao giết họ hay là đóng đinh họ thôi, chứ không nói nhiều như bây giờ. Bây giờ thì dĩ nhiên không có giết người được rồi, nhưng mà hồi xưa thì giết người không phải là điều khó khăn. Cho nên vì thế mỗi cái thời đại nó có một cái việc nó khác nhau, nhưng mà nhìn lại nó cũng y như nhau các bạn. Nó cũng làm cho con người ta tổn thương, nó cũng làm cho người ta đau khổ, nó cũng làm cho người ta làm hại nhau. Cho nên thật sự đời nào hay thế kỷ nào hay là 2000 năm trước, 2000 năm sau thì loài người cũng cuộc đời cũng vẫn như thế. Thì khi mà Chúa đã đi qua cái chặng đường 14 chặng đường thánh giá, thì từng chặng đường á, Chúa có thể trải qua cái điều khổ nhất mà con người phải trải qua. Có nghĩa là những cái đau khổ
của chúng ta, là Chúa đã là người đi trước hết. Thì 14 chặng đường là nơi thứ nhất, Chúa Giêsu bị xử án. Và hồi nãy Kelly có kể là người ta mang Chúa đến ông quan Philato để mà lên án Chúa Giêsu, vu khống Chúa Giêsu. Và dù cho Chúa có đưa ra những cái lời nói sự thật thì họ cũng chối, họ cũng không muốn nghe. Và khi mà họ trong đầu họ chỉ muốn giết Chúa rồi thì họ không biết lý lẽ và họ cũng không biết sự thật, và họ chối bỏ cái sự thật. Nơi thứ hai, Chúa Giêsu bắt thánh giá. Các bạn cao liền ngồi nghĩ á, cái cảm giác của Chúa mà phải vác thánh giá, tại vì từ cái chỗ này đi đến cái chỗ mà hành quyết, cái chỗ mà Chúa bị đóng đinh với cái chỗ mà Chúa đang ở, nó là một cái chặng đường dài. Thì Chúa đi trên đường, tại vì người ta muốn giết Chúa, nhưng mà không phải là giết một cách nhẹ nhàng, người ta muốn giết Chúa một cách rất là dã man, để những cái người đó làm gương, làm cảnh cáo cho những cái người mà theo Chúa, là nếu mà theo Chúa thì sẽ bị như vậy nè. Cho nên vì thế khi mà họ đóng đinh Chúa, họ không phải đóng đinh ngay cái chỗ đó, mà họ bắt Chúa phải bắt thánh giá đi một cái chặng đường thiệt là dài để cho tất cả bà con đều thấy hết. Thì trên cái đường Chúa đi thì Chúa phải bắt cái thánh giá. Mà trong lúc này các bạn, là Chúa đã bị người ta đánh đập, bị người ta hành hạ, có nghĩa là cái sức người có hạn nha. Cho nên tới cái lúc mà Chúa vác thánh giá đi là lúc đó Chúa đã đói bụng nè, đau nè, thương tích nè, có nghĩa là mệt, mệt lắm. Và trong cái mệt đó, mệt mệt trong đầu mà Chúa còn biết rằng là đang khiêng cái thánh giá mà mình sẽ bị người ta đóng đinh nữa, thì Kelly thật sự, các bạn có thể nhắm mắt lại mà các bạn tưởng tượng cái cảm giác của Chúa lúc đó. Kelly cảm giác mà có thể là nổi da gà luôn đó các bạn. Nghĩa là Kelly không tưởng tượng được một người mang thân xác con người mà phải chịu đựng những cái đau đó như thế nào. Kelly giống như Kelly á ha, đi làm thấy Việt Nam năm rồi bị thúi cái móng, cái chân của Kelly đi vô nước bị nhiễm trùng, đau thôi mà Kelly đã la làng rồi. Và thậm chí khi mà làm cắt tóc ở tiệm á, mà những lúc mà cái tóc nhỏ xíu như này các bạn, nó đâm vô cái thịt của mình á, mà cái tóc nó có chút xíu đó, nó nhỏ không như bằng con kiến, mà nó nằm vô cái móng của mình, nó nằm vô cái thịt của mình, mà khi mình đụng nó thôi nó đã nhức nhối, là đã đau rồi. Chứ đừng có nói khi mà như Chúa mà bị người ta lấy roi, lấy dao, lấy đồ mà đánh đập, mà thương tích đầy người, bầm dập như là cái mặt nhìn không ra luôn. Thì Kelly thật sự không tưởng tượng được cái đau lúc đó của Chúa như thế nào, mà lại như thế còn đói bụng khát nước, chưa tính cái nhu cầu của thể xác nha, mà còn phải vác cái cây thánh giá nữa. Nó cái thánh giá là cái gỗ nó bự, tại nó treo người ta lên mà, nó đâu phải là cái cây như cái kiến của Kelly đâu, đâu có phải là nhẹ như cái này, nó nặng. Cho nên các bạn có thể tưởng tượng lúc đó là Chúa, nghĩa là Chúa rất là đau. Thì những người đi đường mà họ nhìn thấy Chúa như vậy thì người ta nghĩ là Chúa đã làm cái việc gì sai trái lắm, Chúa đã phạm tội hay gì đó mà Chúa phải bị trừng phạt như vậy.
Nhưng mà thực tế, sự thật là Chúa không có làm gì hết. Chúa không có làm gì sai. Mà cái điều mà Chúa làm là Chúa chịu chết, Chúa chấp nhận chết vì sự thật và vì tình yêu và vì chuộc tội cho chúng ta. Cho nên các vị chỉ có thể hình dung là lúc đó trong lòng Chúa rất rất thương, yêu đến cùng, thương chúng ta đến cùng để Chúa không bỏ cuộc nửa chừng. Nếu mà nửa chừng Chúa mệt quá, Chúa đau quá, Chúa đói quá, Chúa kiệt sức quá, Chúa có thể nói thôi bây giờ tôi bỏ hết tụi nó, tôi không thèm làm Chúa đó nữa, thì có thể Chúa không bị chết. Nếu mà Chúa bỏ cuộc nửa chừng, bỏ đi cái lý tưởng, cái ý chí, bỏ đi cái tình thương, thì có thể Chúa sẽ không phải chết. Nhưng mà Chúa vẫn vững ý chí, Chúa vẫn muốn cứu chúng ta. Cho nên Chúa chấp nhận nói đến đây là Kelly nhớ tới ba Kelly. Thì ba của Kelly á, thì kể sơ cho các bạn nghe là trước khi ba Kelly quen mẹ của Kelly thì ba Kelly có ý định đi tu. Ba Kelly có học trong hình như là tu viện hay sao á, có nghĩa là ba Kelly từ nhỏ có ý định muốn đi tu làm linh mục. Nhưng mà cuối cùng thì có Kelly ngồi đây thì các bạn biết là ba không đi tu rồi. Nhưng mà ba rất là thích đọc, ba rất là ngoan đạo. Thế nên khi mà mỗi lần mà Kelly đi nhà thờ, lúc trước mà Kelly không hiểu gì, Kelly về là Kelly rất thích, thích chạy tới ba. Kelly luôn luôn hỏi ba những cái thắc mắc, những câu hỏi mà ba luôn luôn có cái giải đáp rất là hợp lý và rất là tình thương. Ba luôn dùng tình thương của Chúa, tình thương để mà ba giải thích và phân tích mọi thứ, chứ ba không có dùng cái sự ăn miếng trả miếng, ăn đũa trả đũa để mà dạy dỗ Kelly. Và ba nói với Kelly là ba đọc cái chặng đàn thánh giá của Chúa và ba đọc lời Chúa rất là nhiều. Thì hôm nay khi mà Kelly nghe đi lễ, nghe lại cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì Kelly thật sự cũng tưởng nhớ tới ba. Ba Kelly, như Kelly nói nhiều lần là nằm ở trong bệnh viện một năm trời để trị bệnh. Trong lúc đó Kelly có thể bây giờ hình dung ba rất là đau khổ lắm. Ba đau về thể xác, ba đau về tinh thần. Nhưng mà trong cái tâm hồn, trong cái linh hồn của ba, trong lòng của ba, ba luôn nghĩ về Chúa và ba luôn cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ban cho ba cái sự can đảm, ban cho ba cái sự kiên trì để mà ba có thể chấp nhận những cái bệnh hoạn, những cái đau về thể xác của ba. Thì Kelly cũng nghĩ lại cũng giống như là Chúa ngày tối thứ năm hồi hôm qua, Chúa trong cái vườn mà Chúa cầu xin Chúa Cha là xin Chúa hãy cất chén đắng này cho con, vì cái chén đắng mà Chúa sắp uống nó đắng quá, nó đau quá, không thể nào mà có thể uống được. Thì Kelly cũng tin lúc mà ba Kelly nằm trong bệnh viện mà ba đau khủng khiếp,
Thì Kelly cũng tin là ba cũng tâm sự với Chúa như vậy. Cho nên cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu á các bạn, những người nào mà đã từng trải qua những cái đau thương trong cuộc sống thì sẽ rất là thánh. Rồi nơi thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất thì Chúa bắt cái thánh giá đi một cái chặng đường dài, thì Chúa chịu không nổi cho nên Chúa té xuống, Chúa ngã xuống, thì Chúa ngã xuống lần thứ nhất. Nơi thứ tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, thì trên cái chặng đường mà Chúa đi thì mẹ của Chúa, Đức Mẹ có đi theo. Thì các bạn biết không, Kelly nghe tới cái đoạn này nè là Kelly lòng đau như cắt các bạn. Lại tại vì nơi thứ tư là Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, thì các bạn tưởng tượng Đức Mẹ thương Chúa Giêsu là đứa con của mình, mà nhìn thấy con của mình bị người ta vu khống, bị người ta xét xử, bị người ta hành hạ, bị người ta đánh đập, và sau đó bị người ta đem ra để mà đóng đinh nữa, thì Kelly thật sự không thể tưởng tượng được cái đau của mẹ Maria lúc đó như thế nào. Kelly trong lúc mà ba nằm ở trong bệnh viện á, thì ba bị phải điều trị, thì y tá hay bác sĩ phải kim những cái kim vô trong người của ba để mà truyền máu hay gì đó, thì có những lúc họ tìm chỗ không đúng hay là họ phải đâm đi đâm lại. Thì cái chỗ tay này của ba nè, các bạn nếu mà có coi cái livestream mà các bạn thấy Kelly ở trong bệnh viện với ba đó, thì người ta làm cho ba bị bầm tím. Thì tuy rằng Kelly biết là người ta không cố tình, nhưng mà dù gì nữa trên người ba cũng bị những cái thương tích. Thì khi mà Kelly nhìn thấy ba bị kim truyền nước biển hay này nọ, là Kelly đã xót, đã đau, mà đã nhìn thấy mà chịu không nổi các bạn. Rồi ba ăn uống không được, cho nên ba bị ốm mà ốm. Thậm chí ba là một người đàn ông làm những việc nặng mà ba còn ốm hơn Kelly nữa. Lúc mà ba ở trong bệnh viện thì ba có 34, 35 ký thôi, trong khi Kelly là gần 53, 54 ký rồi. Và các bạn tưởng tượng ba Kelly ốm cỡ nào. Cho nên nhìn ba mà ốm o gầy mòn mà còn bị kim chích như vậy nữa, và bị thương bầm như vậy, là Kelly đã thấy xót xa lắm rồi các bạn. Chứ không tưởng tượng ba mà bị đánh, bị đôi đòn, rồi bị đói, rồi bị thương tích đầy người, đi chân đất, mặt mỏng manh mà vác cái thánh giá. Thì Kelly không biết lúc đó Kelly chắc xỉu chết luôn luôn á các bạn. Lúc đó không đứng vững được mà chắc thiệt luôn á, xỉu luôn. Thì lúc mà Chúa Giêsu gặp gỡ Đức Mẹ trên đường đi, mà Đức Mẹ nhìn thấy Chúa bị người ta đánh không còn ra người, bị người ta hành hạ như thế, mà còn vác cái thánh giá để đi đến chỗ mà bị người ta đóng đinh nữa, thì Kelly không có thể tưởng tượng được cái cảm giác của Đức Mẹ lúc đó như thế nào. Thì nơi thứ tư, Kelly rất là
cảm thông. Cho nên Kelly đã nói là cái video này sẽ hơi dài các bạn, là tại vì nó là 14 chặng đường lận. Thì Kelly chỉ muốn nói rằng là những gì mà xảy ra 2.000 năm trước, 2.000 năm sau, Kelly là một người con gái bình thường, chẳng có cái gì hết, và cũng chẳng là ai hết. Mà tại sao khi mà Kelly 40 năm, Kelly đi lễ, Kelly nghe cái cuộc khổ nạn của Chúa 40 mấy lần, mỗi năm đều nghe cũng cái phiên bản y chang như này, không có gì khác, mà Kelly không thấy nó thấm gì hết, không thấy nó liên hệ hay là nó áp dụng cho đời sống của mình. Nhưng mà năm nay sau 41 năm rồi thì mới cảm thấy sao mà nó khủng khiếp, mà nó liên hệ vô cùng. Thì cái thứ nhất, nơi thứ nhất thì Kelly có nói rằng Chúa Giêsu bị lên án. Thì cái cảm giác lên án của Chúa Giêsu Kelly cũng đã trải qua. Cụ thể là năm 2023 vừa rồi, các bạn nào mà có follow Kelly ở trên social media hay là có trực tiếp tham gia những cái sinh hoạt của Kelly, xin lỗi, tham gia những sinh hoạt cùng với Kelly năm 2013, thì các bạn biết rằng Kelly bị lên án, bị vu khống, bị mạ lị. Có nghĩa là nơi thứ nhất của Chúa, Kelly thấy rất là gần gũi với mình, tại vì mình cũng bị như Chúa. Về cái hội chợ Taste of Southeast Asia đó, các bạn cũng có thể thấy rằng Kelly cũng bị không khác gì Chúa 2.000 năm sau. Nhưng mà khác với Chúa là hồi xưa thì người ta lên án Chúa, người ta xử Chúa trong một cái nơi, rồi nhiều người ở đó, rồi người ta judgment Chúa, người ta lên án Chúa. Còn Kelly thì không có, Kelly chỉ trong một cái phạm vi của cái International Center thôi, ngay cái lobby. Mà khi Kelly bị người ta vu khống, cho nên cái chặng, cái nơi thứ nhất của Chúa, thì Kelly thấy cuộc đời của Kelly đã trải qua cái nơi này, và Kelly cảm thấy rất là gần gũi với Chúa. Nơi thứ hai, Chúa Giêsu phát thánh giá, Kelly cũng cảm nhận cái này nó gần gũi với Kelly, tại vì trong thời điểm đó, năm 2023, cái chuyện của hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết, thì hồi xưa Chúa phải vác cái thánh giá, và cái cây thật sự là cái cây thánh giá các bạn, cây gỗ rất là bự. Thì 2.000 năm sau, Kelly cũng vác thánh giá. Trong ngoặc kép, Kelly cảm giác là mình vác thánh giá, tại vì mình vác những cái buồn, cái cô đơn, cái lo âu, cái bị người ta vu khống, cái bị người ta mạ lị, người ta lên án. Có nghĩa là cái thánh giá hồi xưa thì Chúa vác bằng thể xác, còn Kelly thời nay thì vác về cái emotional, và đồng thời thiệt hại về tiền bạc mà Kelly đã mất
khi mà bỏ ra để làm cái hội chợ Đông Nam Á thì đó cũng là một cái tiền mà mồ hôi nước mắt các vị phải đi làm để dành dụm. Cho nên Chúa Giêsu bắt thánh giá theo hồi xưa thì thời này Kelly cũng cảm giác được cái cảm giác của Chúa khi mà Kelly phải bắt cái thánh giá của mình. Cho nên Kelly cảm thấy rất là gần gũi với Chúa lắm. Chặng đường nơi thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Cái này Kelly cũng cảm thấy gần gũi với Chúa luôn. Là tại vì những lúc mà Kelly gặp khó khăn, gặp áp lực, và áp lực về tài chính, đương nhiên mình cuộc sống mình không có ổn, không có tiền để mà sống một cuộc sống bình thường, thì làm sao mà mình có thể làm được những cái lý tưởng và những điều mong muốn của mình. Cho nên khi mà hồi năm rồi, khi mà Kelly bị mất rất là nhiều tiền, nhiều lắm các bạn, và đó là những cái tiền dành dụm mà mình làm hơn cả chục năm nay, mình giữ một số tiền để sau này mình về mình hồi hưu, hoặc là để dành tiền để mình trả hết nợ nhà hay là nợ xe, thì mình lại mất một cái số tiền lớn thì bị sốc lắm các bạn. Đặc biệt là kinh tế khó khăn và việc làm của Kelly cũng không phải là tiền lương cao hay gì, cũng làm nghề cắt tóc bình thường thôi. Cho nên vì thế khi mà Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, có nghĩa là Chúa mệt mỏi quá, Chúa kiệt sức và Chúa té ngã xuống, thì cũng giống như trong những đoạn của cuộc đời của Kelly, Kelly cảm thấy mệt mỏi quá và mình ngã. Cho nên nơi thứ ba Kelly cũng cảm giác giống như Chúa Giêsu. Nơi thứ tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Thì nơi này thì khi mà Chúa đi ngang cái chặng đường sắp bị hành quyết, thì Đức Mẹ đi theo và Chúa gặp Đức Mẹ trên cái đường Chúa đi, thì lúc đó là Chúa thương tích đầy người. Thì mẹ Maria lúc đó gặp Chúa thì mẹ đau đớn nhìn thấy đứa con của mình bị hành hạ, bị người ta đối xử như vậy, thì lòng của mẹ tan nát. Tại vì mẹ biết rằng con của mẹ không có làm gì sai, mẹ biết rằng Chúa là tình thương, Chúa đến để cứu nhân loại. Chúa bị người ta hành hạ, bị người ta xử án không phải là tại vì Chúa làm việc sai mà bị xử, mà Chúa chịu đền tội, Chúa chịu cái tội, Chúa chịu bị hành hạ để cho chúng ta. Cho nên vì thế, vì Đức Mẹ biết là con mình bị oan, con mình không nên bị cái kiếp nạn này, nhưng mà Đức Mẹ không có lời oán trách nào hết, mà mẹ vẫn phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha. Thì nơi thứ tư mà Chúa gặp Đức Mẹ là mẹ của Chúa đó, mẹ Maria, Đức Mẹ là mẹ của Chúa. Thì làm cái này Kelly cũng trải qua luôn, cho nên Kelly rất là gần gũi với Chúa. Kelly nhớ rằng hội chợ Đông Nam Á, thì cái ngày thứ ba vừa rồi thì có ba ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì lúc đó ngày tối thứ sáu là opening night của cái hội chợ Đông Nam Á, thì mọi sự diễn ra rất là tốt đẹp, không có gì hết.
mọi người tới chung vui và ban tổ chức và anh chị em rất là mệt, nhưng mà sau một ngày mở màn của cái lễ hội Đông Nam Á cho Lunar New Year, Tết, thời điểm Tết, thì mọi người tuy là mệt đừ nhưng mà về nhà vẫn hạnh phúc và đang hăng say tìm lại cái energy để mà tiếp tục cho ngày thứ bảy. Thì ngày thứ bảy của cái sự kiện Taste of Southeast Asia Lunar Festival á, thì chính ngày thứ bảy là ban tổ chức và các thiện nguyện viên bị tấn công, bị vu khống, bị mạ lị, bị một nhóm gây rối đến để mà phá cái sự kiện. Thì nguyên một cái ngày thứ bảy, Kelly thì phải trực ở ngoài lobby, còn ở trong sự kiện thì mọi sự vẫn diễn ra bình thường, trên sân khấu vẫn diễn ra bình thường, gian hàng vẫn, người khách đi ra đi vô vẫn bình thường, nhưng mà Kelly thì bị vu khống và bị ném đá theo mặt kép ở ngoài cổng. Thì các bạn nào mà Kelly không có đi vào chi tiết, các bạn muốn xem thì Kelly có làm 8 cái video bản tường trình của Taste of Sea, thì các bạn có thể lên đó mà coi để hiểu, coi để biết rằng nếu mà các bạn rơi vào cái trường hợp như vậy, các bạn sẽ làm như thế nào. Và khi mà Kelly đã nói nhiều lần là khi Kelly lên tiếng vì lý do duy nhất là những người chung quanh của Kelly. Kelly bị cái gì mình làm mình chịu thì mình không than phiền, không trách gì ai và cũng không lên tiếng, không cần lên tiếng. Nhưng mà khi những người gây những nhóm gây rối mạ lị, vu khống và tấn công những người làm việc chung với Kelly và những anh em vô tội, thì lúc đó Kelly phải lên tiếng cho sự thật bằng bằng chứng, bằng video, hình ảnh đầy đủ để cho người coi tự có cái nhận xét riêng của họ, chứ không cần mình phải nói là mình đúng hay mình sai. Mình chỉ nói lên cái sự thật và để cho mọi người tự nhận xét. Và đặc biệt cho những người mà vô tội mà đã tham gia với sự kiện Taste of Southeast Asia Lunar New Year, để họ có thể minh oan, họ không có cần phải bị ashamed, họ không có cần phải bị uy hiếp, họ không cần bị đe dọa. Thì đó là lý do vì sao mà Kelly phải lên tiếng. Và trong 8 cái video, statement video của Taste of Sea, thì Kelly đã nêu ra 8 câu hỏi mà bị tấn công, bị hỏi, bị thắc mắc, là trả lời hết bằng những bằng chứng cụ thể. Nhưng mà cũng như Chúa Giê-xu, những người mà lên án Chúa, dù cho Chúa có đưa ra những cái bằng chứng, sự thật, những người không muốn nghe, không muốn chấp nhận sự thật thì cũng sẽ, dù cho nói cỡ nào cũng không thay đổi được họ. Và đó là không phải cái điều mà Kelly mục đích để làm. Như Kelly nói, mục đích Kelly làm là Kelly nói lên sự thật để minh oan cho những người vô tội, những người mà đồng hành cùng chung với Better Future for Kids và Áo Dài Canada. Thì ngày thứ bảy, các bạn biết rằng là trước sự kiện, tuy là sự kiện diễn ra 3 ngày, nhưng mà bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần trước cái sự kiện là anh em trong ban tổ chức, thiện nguyện viên, các anh chị đều đã mệt lắm rồi, tại vì phải chuẩn bị cho cái sự kiện. Cho nên tới cái ngày sự kiện là trong đầu cái hồn, cái xác đi như là hồn ma các bạn. Tại vì ngủ mấy đêm, bao nhiêu đêm ngủ không được, ăn không được, tại vì phải lo về tiền, lo về tổ chức nữa. Cho nên vì thế, tại vì những anh chị em đâu phải là những người kiếm sống bằng nghề tổ chức sự kiện. Mọi người đều có job ban ngày riêng. Họ chỉ tham gia làm thiện nguyện nha. Thiện nguyện có nghĩa là làm không trả lương, mà ngược lại còn phải tốn tiền, mà còn phải tốn công sức nữa. Tại vì tốn tiền xăng, tốn tiền đi, tốn tiền ăn uống trong ngày, mà không đi làm, không được trả lương, đã bị không có tiền rồi mà còn phải chi tiền để tham gia nữa. Cho nên những anh chị này họ làm vì tình thương, họ làm vì một cái lý tưởng chung.
cho mọi người cùng vui mừng Tết sau khi 2 năm, 3 năm đại dịch. Thì họ làm hết tấm lòng. Thật sự những người mà Kelly làm việc chung với Better Future for Kids áo dài Canada cho tất cả những sự kiện như Taste of Việt Nam hay Taste of Southeast Asia, Kelly phải nói là Kelly khâm phục cái tinh thần của tất cả những người mà Kelly làm việc chung. Họ làm không lương, họ làm vô vị lợi, họ làm vì tình thương, mà một cái sức mạnh khủng khiếp các bạn. Mà Kelly làm, mà Kelly được truyền, Kelly được cảm nhận được cái energy, cái năng lượng của họ. Cho nên một người mà bệnh lên bệnh xuống như Kelly á, Kelly cũng đu theo họ luôn. Và Kelly có một cái sức mạnh phi thường mà Kelly không biết từ đâu mà mình có. Thì cho nên khi mà tới sự kiện á, là anh em mệt lắm rồi các bạn. Lúc đó là chỉ cái hồn, có nghĩa là trong đầu á, chỉ làm cái plan, làm cho xong, làm cái sự kiện, những gì mà đã quyết định, những gì đã bàn họp trước đó, bây giờ chỉ có thể execute thôi, là làm thôi, chứ đầu óc không còn suy nghĩ được, tại vì mệt sức, đuối sức quá rồi. Nhưng mà như Kelly nói, bữa thứ sáu mọi sự diễn ra rất tốt, cho nên mọi người lên tinh thần lắm. Thì tới ngày thứ bảy lại xảy ra chuyện bị một nhóm gây rối, một vài người tới họ gây rối trong cái sự kiện nguyên ngày thứ bảy, đối nội đối ngoại. Cho nên riêng Kelly mệt về thể xác là tại vì đứng cả ngày. Nhưng mà Kelly, như Kelly nói, Kelly được truyền cái năng lượng từ các thiện nguyện viên, các anh chị trong ban tổ chức, những người mà dựng nên cái lễ hội Taste of Southeast Asia Lunar New Year Festival. Họ làm cho Kelly dù cho có mệt về thể xác nữa, nhưng mà cái mind của Kelly á, nó excited và nó energy tới nỗi mà Kelly mệt mà Kelly không mệt. Không biết các bạn có cái cảm giác đó bao giờ chưa, mình mệt nhưng mà mình lại nhiều energy lắm, vẫn tiếp tục đi được. Thì xong ngày thứ bảy, về nhà gán ngủ vài tiếng, trở lại hội trường ngày chủ nhật. Sáng ngày chủ nhật thì nhóm vài thành phần trong nhóm gây rối vẫn tới để mà phá sự kiện tiếp. Họ tới họ gây rối trong sự kiện, thì sáng chủ nhật cho tới trưa chủ nhật thì phải đối nội đối ngoại, nghĩa là cái sự kiện á, cái festival thì vẫn mọi sự vẫn nó vẫn chạy, nó cũng không ngưng, sân khấu vẫn hát, chương trình vẫn chạy, gian hàng vẫn bán, khách vẫn vào. Nhưng mà riêng Kelly thì phải giải quyết những cái vấn đề mà bị lên án, bị ném đá. Thì tới khoảng trưa ngày chủ nhật thì có một cái phần nói về human trafficking. Thì các bạn biết rằng tất cả những chương trình mà Kelly tham gia với anh chị trong ban tổ chức và hội Better Future for Kids và Outside Canada luôn mang một cái sứ mệnh, một cái mission, đó là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Thì các bạn tưởng tượng ha, Kelly nhớ tuy là đã một năm rồi mà tất cả những thứ nó nằm trong đầu của Kelly như là một cuốn phim vậy các bạn. Kelly có thể nói từng đoạn trong cái cuốn phim nó nằm trong đầu của Kelly á. Kelly không biết, bình thường mình rất là thờ ơ, mình không nhớ. Các bạn hỏi hôm qua Kelly ăn gì, Kelly cũng không nhớ Kelly ăn gì. Nhưng mà có những thứ nó nằm trong đầu của Kelly mà nó như rõ như ban ngày, nó xảy ra giống như là mới xảy ra vài tiếng, trong khi thật sự những cái chuyện đó nó đã xảy ra một năm trước, hai năm trước, ba năm trước rồi. Thì ngày chủ nhật trong cái khoảng khung giờ 2 giờ tới 3 giờ thì có một cái tiết mục mà Kelly lên chia sẻ, thay mặt cho ban tổ chức Kelly lên chia sẻ. Thì Kelly có hát một cái bài Những Mảnh Đời Việt Nam.
Thì cái bài Những Mảnh Đời Việt Nam nó nói về những trẻ em bị bán, bị buôn. Và trong đó nó có câu: Ai đánh cắp trái tim, ai đánh cắp trái tim trẻ thơ, ai Khao Liệt không nhớ cái lời, nhưng mà người ta đã bán trái tim con người Việt Nam. Đó là cái câu trong bài hát. Thì khi mà Khao Liệt hát cái bài đó, Khao Liệt đứng ở trên sân khấu, thì cái bài đó nó đã làm cho cái tim Khao Liệt nó thắt lại rồi. Tại vì cái tệ nạn mà Khao Liệt tranh đấu cho tệ nạn buôn người, ấu dâm trẻ em mà các bạn. Cho nên khi mà nói về cái đề tài này, Khao Liệt sensitive lắm, Khao Liệt nhạy cảm lắm, mà tại vì nó đau từ trong tim luôn. Thì các bạn nào muốn biết về tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em thì các bạn có thể lên mạng các bạn xem. Nhưng mà Khao Liệt nhớ lúc mà Khao Liệt đứng đó, Khao Liệt hát từng lời của bài hát đó, thì Khao Liệt nghẹn ngào và Khao Liệt đau lắm các bạn. Khao Liệt nhìn xuống dưới sân khấu thì Khao Liệt thấy Tư là người mẹ thứ hai của Khao Liệt, người mà nuôi Khao Liệt từ bé. Khao Liệt nhìn xuống sân khấu thì Khao Liệt nhìn thấy Tư ngồi dưới sân khấu. Thì trong nguyên cái quá trình mà Khao Liệt bị ném đá, Khao Liệt bị tấn công 2 ngày trước đó, thì Tư có biết và Tư cũng có mặt. Thì các bạn, nếu mà con của các bạn hay là cháu của các bạn hay là một đứa bé nào mà các bạn đã nuôi gần 30 năm mà các bạn thương nó vô cùng, mà nó bị đi học bị bạn ăn hiếp, hay là nó đi ra ngoài đường bị ai đánh nó, hay là nó bị người ta mạ lị tấn công nó, thì các bạn sẽ rất đau lòng, là tại vì đó là đứa con của mình. Thì khi mà Khao Liệt nhìn xuống khán giả các bạn, Khao Liệt nhìn thấy Tư. Khao Liệt nhìn vô mắt của Tư. Tuy là cách xa, thì Khao Liệt đứng trên sân khấu, Tư ngồi dưới khán giả, thì cách nhau cũng khoảng 20 bước, 20, 30 bước. Nhưng mà Khao Liệt thấy được mắt Tư đỏ và Tư muốn khóc. Thì khi mà Khao Liệt đứng ở trên sân khấu, Khao Liệt vừa hát và cũng vừa khóc. Tại vì khi mà Khao Liệt hát trong cái lúc thời gian đó các bạn, là bao nhiêu cái mệt, bao nhiêu cái việc mà Khao Liệt phải đương đầu trong 2 ngày qua, nó dâng trào các bạn. Nó dâng trào là tại vì mình mệt quá rồi các bạn. Có nghĩa là các bạn có bao giờ mà các bạn đi làm mà làm ngày làm trễ rồi thức dậy sớm mà làm, cái là các bạn làm mệt kiệt sức tới nỗi mà các bạn khóc luôn không? Thì theo lý tới cái buổi chủ nhật mà lúc đứng lên hát cái bài đó, Những Mảnh Đời Việt Nam, là theo lý vừa hát vừa khóc, cho nên hát nghe rất là dở vô cùng. Đó là lý do vì sao mà Khao Liệt luôn đề nghị khi mà mình diễn trên sân khấu á, nếu mình đã mình muốn cho có cái quality sound tốt, thì nên thu âm, và mình thu âm cái giọng của mình và mình hát lip sync trên cái giọng của mình là tốt nhất. Tại vì á, không biết ngày đó buồn vui hay là đi ra ngoài bị ho, bị ốm, bị đau, không hát được. Cho nên vì thế rất là sơ sót là Khao Liệt hát live chứ không phải là hát cái nhạc mình thâu. Tại vì nếu mà hát cái nhạc mình thâu á, thì sẽ nghe rõ từng lời hát của bài hát, của cái ý nghĩa, của cái mission mà của cái tổ chức đang làm để chống tệ nạn buôn người thì sẽ hay hơn nhiều. Nhưng mà ngày hôm đó đã mệt rồi, đã mít ướt,
vừa hát vừa khóc nữa thì nghe nó nghẹn nghẹn, nó ngào ngào sao, cho nên cái chữ nó không nghe rõ, cho nên hát rất là dở các bạn. Nhưng mà khi mà Kelly nhìn xuống thì Kelly thấy Tư nhìn lên Kelly, và Tư nhìn Kelly với một cái ánh mắt trìu mến. Tư nhìn Kelly với ánh mắt giống như là Tư muốn ôm Kelly và muốn an ủi Kelly, giống như là Tư cảm nhận được cái mệt mỏi, cái đau của Kelly khi mà bị vu khống, khi mà bị mạ lị, khi mà bị tấn công. Tư thương xót, Tư thấy đau, cho nên Tư cho Kelly một cái ánh mắt rất là trìu mến, mà Kelly lúc đó cảm động lắm các bạn. Thì đó là cái cảm giác mà Kelly thấy gần gũi với Chúa nơi thứ tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ đau khổ khi thấy Chúa bị hành hạ về thể xác, cũng giống như Tư, vì Tư nhìn thấy Kelly bị mạ lị, bị vu khống, bị phá, bị thiệt thòi về tài chính khi mà tổ chức cái sự kiện gây quỹ cho Better Future for Kids. Tư xót và Tư đau cho Kelly. Thì Kelly thấy cái hoàn cảnh đó của Kelly giống như nơi thứ tư trong 14 chặng đường thánh giá của Chúa khi mà Chúa gặp Đức Mẹ. Thì nãy giờ Kelly đọc 4 chặng đường, 4 nơi mà Kelly thấy, 4 nơi này Kelly đều thấy rất là related to Kelly. Giống như là, như Kelly nói, 2000 năm trước Chúa trải qua như thế nào thì 2000 năm sau Kelly, cá nhân Kelly lại trải nghiệm cái đó. Chỉ tuy nhiên nó khác tí xíu, nhưng mà Kelly cảm thấy Chúa đồng hành cùng mình, vì Chúa đã trải qua những cái này trước mình 2000 năm trước. Cho nên khi mà Kelly bị những cái này á, tuy là lúc đó mình đau và mình sốc, nhưng mà mình có lòng tin và mình phó thác, và mình biết rằng mình không có cô đơn, không có một mình, vì có Chúa với mình. Thì đó là nãy giờ bốn chặng đường, bốn nơi thì Kelly đã trải nghiệm hết bốn cái rồi. Bây giờ tới nơi thứ năm, ông Simon bác đỡ thánh giá cho Chúa. Thì đến chặng đường thứ năm này các bạn, thì Chúa mệt quá rồi. Thì lúc đó một ông Simon, ông đã giúp đỡ Chúa, ông vác cái thánh giá cùng với Chúa, có nghĩa là Chúa đang vác, Chúa đang đi, mà Chúa hết sức, Chúa mệt quá rồi, thì ông mới lên ông đỡ cái tay thánh giá, ông vác đi cùng Chúa, đi với Chúa. Thì cái này Kelly cũng cảm nhận luôn, là trong lúc mà Kelly bị ném đá, bị vu khống, cái chuyện thật sự lúc mà sau khi mà làm xong cái hội chợ Taste of Southeast Asia, thì Kelly bay về Việt Nam liền trong vòng 2 ngày, là tại vì hàng năm Kelly đi mission trip về Việt Nam để mang những cái tiền gây quỹ được để giúp cho những em ở vùng sâu vùng xa đi cùng hội Better Future for Kids. Thì sau khi hai ngày sau sự kiện xong, dọn dẹp hết đồ đạc, cất vô garage, thì sau đó là Kelly bay về Việt Nam. Thì khi mà bay về Việt Nam thì thật sự về Việt Nam Kelly chỉ lo đi cái mission trip, cái chuyến đi thiện nguyện Việt Nam thôi, chứ Kelly không có ở đây, cho nên Kelly cũng không biết nhiều về những gì xảy ra sau khi mà Kelly rời khỏi Toronto để đi về Việt Nam. Kelly chỉ trong lúc mà Kelly về Việt Nam thì Kelly nhận được những cái tin nhắn mạ lị, chửi, mà chửi rất là thô tục các bạn, nói Kelly là cái này cái kia, vu khống Kelly, những cái việc mà người ta vu khống cho cái hội chợ Đông Nam Á Lunar New Year đó. Thì ít nhất cũng khoảng 80 mấy
tin nhắn và người khác nhau, thay phiên nhau mà chửi mình và chửi rất là thô tục, và nó tóm lại là nhìn nghe rất là ghê tởm các bạn. Và trong đầu của Kelly nghĩ là một người văn minh, một người nói thẳng ra, một người mà có tình yêu thương, có sự bình an thì sẽ không bao giờ nói những cái lời nói này. Cho nên Kelly có đọc vài cái, và Kelly đọc xong thì Kelly cảm thấy sao mà buồn cho những người này. Tại vì qua cái lời chửi của họ, Kelly có thể cảm nhận là họ không có hạnh phúc, họ không có tình yêu thương trong trái tim. Cho nên Kelly thấy rất là buồn, thấy buồn dùng cho họ. Thì trong lúc mà Kelly đi mission trip 4 tuần rồi đó, rồi Kelly trở về bên này, thì Kelly mới nghe gia đình bạn bè cho biết rằng khi lúc thời gian mà Kelly đi thì bên này apparently khủng khiếp lắm. Có nghĩa là gia đình và bạn bè cho biết rằng là chuyện của Kelly bị người ta lên án, bị người ta ném đá rất là rùm beng, rất là to. Thì Kelly cũng chẳng biết nó to như thế nào, tại vì mình lúc đó mình đâu có ở đây. Nhưng mà tội nghiệp, Kelly thấy đau và tội nghiệp cho gia đình, bạn bè, các thiện nguyện viên, các quý ân nhân, những chủ gian hàng, tất cả những người mà liên quan để mà làm đến cái sự kiện Tastes of Southeast Asia vào dịp Tết, mà họ phải bị quả lây. Thì khi mà Kelly nghe cái đó, Kelly rất là buồn. Kelly được biết những người mà tham gia bị email đe dọa, bị người ta phone tới chửi, rồi còn có những người nói nặng, nói tục, rồi nói tùm lum tà la hết. Thì Kelly thấy rất là đau cho những người vô tội, mà họ không đáng phải bị như vậy, họ không nên bị như vậy. Thì trong lúc mà Kelly quay về, thì Kelly vác những cái thánh giá vô hình như là bị người ta vu khống, tiếp tục vu khống, bị người ta mạ lì, bị người ta đánh xa. Có những người mà Kelly quen biết mà vì không muốn bị liên lụy, không muốn bị dính dáng gì tới cái việc Kelly bị ném đá, cho nên họ cũng tránh xa. Và Kelly vô cùng thông cảm, và Kelly cũng khuyên họ là họ nên tránh xa Kelly một thời gian, tại Kelly không muốn những người vô tội bị ảnh hưởng. Cho nên trong lúc mà Kelly trở về đây thì biết được là những người bên cạnh Kelly bị đe dọa và bị uy hiếp, thì Kelly với Khoa mới bỏ ra khoảng 3-4 tuần để mà làm những cái video statement về Tastes of Sea. Thì khi mà Kelly và Khoa làm cái video đó thì bắt buộc phải coi lại hết những cái livestream video của những người trong nhóm gây rối. Tại vì ngày hôm đó là bao nhiêu cái camera livestream ha. Hồi xưa lúc mà Chúa bị người ta lên án, bị người ta xử, thì thời đó không có livestream, không có Facebook, không có phone, cho nên không có lưu lại. Chứ Kelly nghĩ nếu mà thời buổi này á mà xảy ra Chúa như thế đó thì bao nhiêu cái camera, đặc biệt là những người mà muốn Chúa chết, hay là những người mà ghét Chúa, họ sẽ livestream Chúa và làm nó còn khủng khiếp hơn là hồi 2000 năm trước nữa. Nhưng mà thời xưa thì không có livestream. Nhưng mà thời nay thì người ta, những người trong nhóm gây rối lên án Kelly, thì họ dùng livestream video và những bài viết trên mạng. Thì đó là những cái cây thánh giá mà Kelly phải vác trong ngoặc kép cây thánh giá.
Tại vì nghe người ta vu khống mình, nghe người ta chửi gia đình, bạn bè, những người thiện nguyện viên, những người đồng hành cùng mình, những người trong hội cùng chung chí hướng với mình, thì đương nhiên mình rất là khó chịu các bạn. Thì khi mà Kelly làm 8 cái video đó thì Kelly phải coi lại, thật sự phải ngồi đó mà coi lại gần mười mấy tiếng của những cái livestream video của những người mà vu khống mình. Thì khi mà mình coi lại các bạn, thì ngày hôm đó khi mà trong lúc cái sự kiện nó xảy ra, thì Kelly chỉ là cái người trong cuộc, cho nên mình không nhìn thấy được cái big picture hay là cái overall picture, mình không thấy được cái tổng quát. Mình chỉ thấy một cái khía cạnh của mình ngày hôm đó mà thôi. Và lúc đó Kelly và tất cả anh chị em trong ban tổ chức chỉ nghĩ cách làm sao mà giải quyết cho xong cái sự kiện. Nhưng mà sau khi cái sự kiện xong rồi mà mình lại coi lại những cái livestream video, những cái bài, những cái người mà chửi bới mình ngày hôm đó mà quay hình lại, thì giống như là mình coi lại từ cái người ở ngoài nhìn vô, thì thật sự mình thấy cái lúc đó Kelly cảm giác như là, giống như là Kelly cảm giác một phần nào nhỏ bé giống như cuộc khổ nạn của Chúa vậy, bị những cái gì mà Chúa đã trải qua. Cho nên lúc đó Kelly làm và coi lại, Kelly thấy nó nặng lòng và nó mệt lắm các bạn. Thì các bạn cứ bỏ các bạn vào cái trường hợp của Kelly đi, thì nếu mà các bạn sẽ cảm giác như thế nào khi mà bị ném đá như vậy? Nhưng mà trong lúc Kelly bị ném đá, thì lúc đó Kelly tự tin làm nhân chứng sống, nói cho các bạn biết rằng Kelly cảm nhận Chúa đồng hành cùng Kelly. Kelly không cảm thấy mình cô đơn, dù rằng mình đang bị đau khổ, nhưng mà Kelly không cảm thấy mình cô đơn, là tại vì Chúa đã mang những quý ân nhân thầm lặng, những người cùng chung chí hướng đến để mà giúp đỡ cho Kelly trong thời điểm đó. Và người ta nói á, in tough times you know who your true friends are. In hard time, in difficult time is when you really know who is true to you. Okay? Và những người đó đã giúp cho Kelly, những anh chị đó, những người quý ân nhân thầm lặng đó đã giúp vác thánh giá đỡ nặng cho Kelly. Cho nên khi mà nơi thứ năm ông Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa Giêsu, thì chặng đường này Kelly cũng cảm nhận gần gũi với Chúa, vì Kelly cũng cảm giác như khi mà Kelly vác thánh giá, trong lúc mà Kelly cảm thấy là mình mệt mỏi, thì Chúa đã mang những người bên cạnh, những người true friends của Kelly, những người đồng hành cùng Kelly vô vị lợi, vì một cái đích chung. Và mục đích đó không gì hơn, thứ nhất là muốn làm sự kiện để trở thành tiếng nói lớn và mạnh hơn cho tệ nạn, chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Đó là mục đích và cái động lực mạnh nhất. Và điều thứ hai, đó là cái niềm tự hào dân tộc Việt, Kelly và những anh chị người Việt. Tại vì cái sự kiện của Taste of Southeast Asia là hội chợ Đông Nam Á, thì có 11 cộng đồng Đông Nam Á đại diện trong đó, thì Kelly chỉ nói riêng về những anh chị em Việt Nam mà tham gia cũng như Kelly. Với niềm tự hào dân tộc Việt,
anh chị em và Kelly rất hãnh diện là một nhóm người Việt trong ban tổ chức để mà cùng làm việc với những anh chị em, các bạn nước khác, nước Đông Nam Á khác để làm nên sự kiện này. Và mình cũng qua cái đó mình chia sẻ cái tinh thần của con rồng cháu tiên, dân tộc Việt, chia sẻ phong tục tập quán vào dịp Tết, chia sẻ văn hóa, chia sẻ ẩm thực, chia sẻ âm nhạc. Nói tóm lại là chia sẻ về cái tự hào của dân tộc Việt Nam mình. Cho nên, vì thế khi mà các anh chị đó cùng đồng hành với Kelly, không biết làm sao ngày hôm đó là Kelly bị cái ngày hội chợ Đông Nam Á thì Kelly bị ném đá nhiều nhất, trong khi có rất là nhiều anh chị nước khác trong cộng đồng khác của Đông Nam Á cũng trong ban tổ chức, cũng tổ chức sự kiện mà lại không ném đá những người sắc tộc khác mà chỉ ném đá nhiều nhất. Kelly thấy Kelly đã bị ném đá, bị nhắc tên hơi bị nhiều, cứ Kelly, 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 trong khi Kelly không phải là cái người chính và cũng không phải là cái người duy nhất làm nên bất cứ cái sự kiện nào, tại vì một mình đâu có làm được. Đó là mình làm chung với các anh chị khác cùng chung chí hướng mới làm được thôi. Nhưng mà lúc mà Kelly gặp khó khăn thì Chúa đã mang những bạn bè, các bạn đồng hành, những quý ân nhân thầm lặng nâng đỡ Kelly và giúp Kelly vác cái thánh giá nó đỡ nặng hơn. Thì đó là cái chặng đường thứ 5 mà Kelly thấy Kelly có thể cảm nhận được. Kelly cũng trải qua một phần nhỏ bé giống Chúa Giê-xu. Nơi thứ 6, bà Veronica lau chùi mặt Chúa Giê-xu. Thì các bạn biết rằng Chúa đã bị đánh đập, Chúa đã bị người ta đánh mà không còn nhận ra mặt của Chúa nữa, là các bạn thấy dã man cỡ nào. Nghĩa là họ đánh một chút, họ đánh Chúa không chút thương tiếc, có nghĩa là Chúa bị hành hạ tới nỗi mà cái người nhìn thấy rất là sợ, nhìn thấy máu me, thấy sưng, thấy mắt mở không lên, có nghĩa là nhìn rất là khủng khiếp và rất là nhìn là thấy sợ lắm các bạn. Thì tới chặng đường thứ 6, tới cái nơi, nghĩa là gần đi tới cái chỗ mà Chúa bị đóng đinh rồi đó, thì đây là nơi thứ 6, thì bà Veronica lau chùi mặt cho Chúa Giê-xu. Lúc mà cái này Kelly cũng cảm thấy gần gũi với Chúa, là tại vì khi mà những người thương Chúa, theo Chúa, tin Chúa, dù cho Chúa có bị cái như thế nào, họ cũng không thấy sợ, mà ngược lại những cái vết thương trên mặt họ, xin lỗi, những vết thương trên mặt Chúa, những cái máu nó chảy, những cái bầm, vết thương, những người mà thương Chúa họ còn đau hơn các bạn. Các bạn tưởng tượng con của mình, các bạn bây giờ cứ nhắm mắt đi, tưởng tượng hay là nhìn qua con của mình, nếu mà các bạn có con, hay là có một người nào đó mình thương, ba mẹ, bất cứ ai, các bạn chọn cái người nào mà các bạn thương yêu nhất, mà các bạn nhìn thấy họ bị người ta đánh đập dã man, hành hạ dã man, đánh không còn nhìn ra cái mặt của họ là ai, thì các bạn ngoài đau đớn, xót dạ, các bạn có thấy sợ không? Hay là các bạn càng muốn chạy tới để mà ôm ấp người các bạn thương vào lòng và an ủi họ? Thì nơi thứ 6 này, bà Veronica thấy Chúa nhưng mà bà không thấy sợ,
bà không có lánh xa Chúa, mà bà đến, bà lau mặt cho Chúa, tại vì bà xót thương cho một Chúa chết vì chuộc tội cho nhân loại, mà phải bị bao nhiêu roi đòn, bao nhiêu vết thương trên người, chảy máu, sưng, có nghĩa là tơi tả các bạn. Thì cái chặng đường này Khalid cũng đồng cảm với Chúa luôn. Là tại vì trong lúc mà Khalid bị ném đá thì có những người mà thật sự đồng hành cùng Khalid, và những người hiểu mục đích của Khalid và ban tổ chức của Thế Giáp Si làm vì cái gì, vì ai và mục đích gì, thì họ cảm thông, họ đau xót và họ thương, và họ có can đảm để để đối diện với cái sự thật, và họ không ngại bị liên lụy, họ không ngại bị người ta nhìn và nói này nói nọ, họ vẫn đưa tay ra thầm lặng để nâng đỡ và giúp cho Kelly nói riêng và anh chị em trong ban tổ chức nói chung. Thì đó là điều mà làm cho Kelly rất là cảm động các bạn. Và nếu mà các bạn nghĩ lại trong cuộc đời của các bạn á, những lúc mà các bạn vấp ngã, những lúc mà các bạn gặp khó khăn, hay là thậm chí lúc các bạn đói đi, mà có một người cho các bạn một miếng ăn để giúp cho các bạn lấy lại cái energy, lấy lại tinh thần. Những lúc mà mình khó khăn mà gặp một người mà, hay là gặp những người mà quý ân nhân mà đồng hành và giúp đỡ mình đó các bạn, mình rất là cảm kích và mình rất là hạnh phúc lắm. Cho nên vì thế bà Veronica không sợ bị liên lụy, không sợ bị người ta thấy rằng là bà quen biết Chúa. Bà không sợ, bà chỉ muốn thương Chúa qua hành động, bà muốn an ủi Chúa qua hành động bằng một cái cử chỉ chùi lau mặt cho Chúa Giêsu. Thì Kelly đã cảm nhận cái cảm giác này từ những anh chị, các bạn đồng hành, gia đình, bạn bè đã lau chùi những cái vết thương trong tâm hồn của Kelly. Giống như khi mà anh Nhật mất, anh Nhật ra đi, Kelly bị một cú sốc giáng từ trên trời rơi xuống. Mà lúc đó nếu không có những cái bàn tay nâng đỡ của các gia đình, của gia đình, các bạn bè và những người xung quanh cùng chung chí hướng, thì có thể Kelly đã tự sát, hoặc là Kelly đã went crazy rồi các bạn. Tại vì sốc quá, chịu không nổi. Và khi mà anh Nhật mất, đó là một cái cú sốc lớn nhất trong đời của Kelly. Tại vì nó quá đột ngột, nó quá khủng khiếp. Mà đó là lần đầu tiên mà Kelly cũng cùng cái đau như Chúa Giêsu, mà Kelly phải nói lên là lạy Chúa, xin Chúa cất chén đắng này cho con. Tại vì hồi nào tới giờ Kelly không thấm và không hiểu cái ý nghĩa chén đắng nó là cái gì, nó thật với các bạn. Và các bạn nào á mà cũng như Kelly ha, hồi xưa, thì Kelly xin chia sẻ với các bạn là các bạn đừng cảm thấy xấu hổ. Tại vì Kelly mới hiểu được là
Chúa không bao giờ phán xét mình. Người đời, cuộc đời, có thể xã hội có thể phán xét mình, nhưng mà Chúa không bao giờ phán xét. Đây là Chúa không bao giờ chối bỏ mình, Chúa không bao giờ bỏ mình. Quan trọng là mình có mở lòng để đón Chúa vào, để Chúa ở với mình, Chúa đồng hành với mình, và Chúa ban sức mạnh cho mình hay không thôi, chứ Chúa không bao giờ bỏ mình. Cho nên vì thế khi mà Kelly gục ngã về tinh thần nha các bạn, khi mà anh nhìn mất Kelly quá thật gục ngã về tinh thần, gục ngã tới nỗi mà muốn tự tử chết đó các bạn. Nó và cái này đó, nó tại vì các bạn có bao giờ mà bị đau tim chưa? Các bạn có bao giờ trải qua một cái sự biến cố nào trong cuộc đời, bị break up, bị ai bỏ, bị gia đình mất, nghĩa là các bạn có bị một cái nỗi đau nào, mất mát nào, hay là cái khổ nào mà cái tim của các bạn nó cảm thấy như là ai cầm mà người ta bóp nát tới nỗi là mình đau tới nỗi mà mình thở không được các bạn. Thở không được, ngủ không được, thức trắng đêm, có nghĩa là cố gắng cỡ nào cũng không ngủ được. Hồi nào giờ trong đời Kelly chưa bao giờ bị cái cảm giác đó các bạn. Mà cái đó, cái cảm giác đó mình không khống chế được nha các bạn. Cái đầu óc, lý trí của mình, dù cho lúc đó mình nghĩ là mình vững, mình mạnh, mình strong cỡ nào, nhưng mà cái cơ thể của mình, cái trái tim mình nó không nghe. Cái đầu giống như cái đầu nó nghĩ một khác, mà cái trái tim nó làm một khác nha các bạn. Các bạn có bao giờ có cái cảm giác đó chưa? Kelly đã bị cái cảm giác đó rồi, và nó là cái điều khủng khiếp nhất trên đời. Nó như là địa ngục trần gian các bạn. Mình sống không được, mà mình chết cũng không thể chết. Cho nên lúc mà anh Nhật mất, Kelly bị những cái cú sốc xảy ra sau khi mà anh Nhật ra đi, mà nó làm cho Kelly cái trái tim mình chỉ muốn đâm vô nó cho nó tắt thở, nó không còn đập nữa. Thì khi mà nó không đập nữa thì nó sẽ không cảm giác, và nó không cảm giác thì nó không đau. Có thể vì thế tại sao có những người Kelly hiểu là vì sao người ta tự tử. Người ta tự tử có thể không phải là người ta muốn chết, nhưng mà người ta đang bị cái gì đó mà người ta đau quá. Người ta đau không thể nào mà người ta làm bất cứ cái gì không thể không hết đau được. Cho nên người ta chỉ nghĩ tới cái tim ngừng đập, làm sao mà người mình nó chết đi, tim ngừng đập, không còn cảm giác nữa thì hết đau. Thì Kelly nghĩ đó là lý do vì sao mà người ta lại chọn cái con đường chết thôi. Chứ nếu mà người ta đã qua cái đau tim đó, cái tổn thương, cái pain đó rồi á, thì Kelly không nghĩ người ta muốn chết đâu các bạn. Nhưng mà có những cái đau á, đau muốn chết, thì bây giờ Kelly mới hiểu cái câu tiếng Việt đó, đau muốn chết là như vậy đó. Thì khi mà Kelly bị cái hoàn cảnh đó, bị cái cảm giác đó cho anh Nhật, thì lúc đó Kelly may mắn là có những người xung quanh, qua những lời an ủi, qua sự quan tâm, sự giúp đỡ về tài chính lẫn công việc. Tại vì Kelly ngố các bạn, những gì mà Kelly cần, hồi xưa là anh Nhật là cái người làm cho Kelly. Cho nên Kelly không biết làm những cái việc đó. Và khi anh Nhật mất, Kelly bỡ ngỡ, và Kelly như một đứa bé mà đang bò và phải tập đi, nghĩa là tập đi và tập đứng lại các bạn. Có nghĩa là hồi xưa Kelly giống như một đứa bé mà đang bò, đùng một cái phải đi, thì có nghĩa là rất là khó khăn. Và lúc đó tạ ơn Chúa, Chúa đã đồng hành và giúp đỡ Kelly bằng cách là Chúa mang những người mà Kelly thật sự, những người mà đồng hành và giúp đỡ Kelly trong lúc mà Kelly hoạn nạn, trong lúc Kelly gặp sóng gió
thật sự là những người mà Kelly hồi nãy giờ cũng phải là bạn. Những người mà Kelly biết cả 7-8 năm nay, một năm chắc gặp chưa được một lần, nghĩa là biết thôi chứ không có thân, không quen, không có tiếp xúc. Mà tự nhiên lúc mà anh Nhật mất thì những người đó là những người chú mang đến để giúp đỡ cho Kelly. Và nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và những quý ân nhân thầm lặng mà Kelly có thể đứng dậy được dần dần. Và Kelly, cái đầu óc của Kelly nó tỉnh táo lại để Kelly tiếp tục cái mission, tiếp tục cái lý tưởng mà Kelly và anh Nhật đã làm khi anh đã còn ở trần gian này. Thì nơi thứ 6, bà Veronica Lowe mặc cho Chúa, thì Kelly cũng đã được cái may mắn đó, là những người quý ân nhân, gia đình và bạn bè đã lau mặt cho Kelly và giúp Kelly xoa dịu những cái vết thương. Rồi, nơi thứ 7 các bạn. Nơi thứ 7, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ 2. Thì một cú sốc thứ 2 mà Kelly đã gặp và cũng ngã xuống đất lần thứ 2 theo ngoặc kép. Những hồi xưa ba Kelly có nói á, tại vì hồi xưa khi mà Kelly đi lễ đi về, có những thứ cha giảng Kelly nghe, Kelly thấy nó không có make sense. Kelly thấy ủa tại sao cha giảng sao con thấy nó không có ăn phê gì đến cuộc sống của con vậy ba. Thì mỗi lần mà Kelly có thói quen, Kelly mà không hiểu cái gì về kinh thánh hay là Kelly đi nhà thờ mà có gì thắc mắc là Kelly chạy về và nói chuyện với ba. Và ba cũng giống như là một cuốn sách, giống như ba giống như là Google mà như người đó các bạn. Ba là người giàu về kiến thức, cho nên mỗi lần mà Kelly có thắc mắc gì á, Kelly có thể lên Google, Kelly tìm hiểu, Kelly đọc. Nhưng mà Kelly thích ngồi nghe ba kể chuyện, nghe ba giải đáp, là tại vì ba giải đáp cho Kelly, trong đó nó có cái linh hồn, nó có cái cảm xúc, nó có cái kinh nghiệm, nó có cái tình thương của một người cha. Chia sẻ những cái đường đời của ba cho một đứa con. Cho nên Kelly rất thích nghe ba giải thích, thích lắm các bạn. Và bây giờ Kelly rất ao ước Kelly có ba để mà chạy đến mỗi lần mà Kelly thắc mắc cái gì đó. Cái chữ Việt này tại sao nó cái nghĩa này mà nó có cái nghĩa khác, ví dụ vậy. Thì Kelly luôn thích gặp ba để mà ba nói cho Kelly nghe. Nhưng mà tiếc rằng bây giờ ba không còn nữa. Thì nhưng mà những gì mà ba đã chia sẻ với Kelly khi ba còn sống thì nó luôn luôn nằm trong đầu của Kelly. Và bây giờ khi Kelly gặp những cái trường hợp đó trên đường đời thì Kelly sẽ đem ra những cái gì mà ba dạy để mà Kelly xử sự, để Kelly tìm sự bình an. Cho nên lần thứ hai mà Kelly ngã xuống đất như Chúa, Kelly cảm giác gần gũi với Chúa là cái lần Tastes of Southeast Asia. Như Kelly nói, tự mình là một người không thích drama, mình là người không thích gossip, mình là người không có thích negativity. Những người mà chung quanh Kelly hay là các bạn ở trên fanpage Facebook của Kelly, nếu mà các bạn có biết sơ sơ về Kelly thì các bạn, hay là biết thân hay là biết rành Kelly, thì tánh của Kelly rất là thờ ơ các bạn. Kelly không có thích
chia rẽ. Ngắn gọn là vậy. Kelly thích mọi người cùng đến với nhau. Kelly mang một cái hoài, một cái lý tưởng, một cái hoài mơ là Kelly muốn người Việt mình đoàn kết yêu thương nhau. Kelly sợ nhất là chúng ta chia rẽ, tại vì người Việt chúng ta đã bị ăn hiếp rất nhiều, những người sắc tộc khác. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đã bị bao nhiêu cái thiệt thòi rồi các bạn. Kelly rất đau xót khi mà anh chị em cùng dòng máu với mình người Việt bị bất cứ ăn hiếp nào, bị bất cứ cái thiệt thòi nào. Cho nên khi mà Kelly thấy người Việt chúng ta mà ganh ghét nhau, hãm hại nhau, làm cho nhau bị thương, Kelly thấy buồn lắm các bạn. Tại vì cuối cùng chúng ta vẫn là anh em cùng dòng máu với nhau, dòng máu Việt. Nếu mà nói theo đạo Công giáo thì chúng ta đều là anh em của một cha trên trời. Và đó là cái điều mà Kelly đã nói với một anh tên là Trần Minh Nhật. Trở lại cái lần thứ hai mà Kelly bị gục ngã, nghĩa là một cái sự thử thách, một cái thánh giá, một cái sự kiện trong cuộc đời của Kelly mà Kelly cảm thấy Kelly vác thánh giá lần thứ hai, mà làm cho Kelly cảm giác như Chúa, thì là cái Taste of Sea. Thì các bạn nào mà đã quen với Kelly thì biết cái câu chuyện đó rồi. Thì một trong những người mà ném đá Kelly trong sự kiện, hai ngày trong sự kiện của Taste of Southeast Asia Lunar vào dịp Tết, thì trong đó có một anh chàng tên là Trần Minh Nhật. Người này thì Kelly chưa bao giờ gặp trong cộng đồng. Kelly tham gia cộng đồng Việt Nam ở Toronto của nhiều hội đoàn khác cũng gần 13 năm nay rồi. Nhiều hội đoàn lắm chứ không riêng gì hội Better Future for Kids và Outside Canada mà Kelly riêng cái hội của nhóm của Kelly đâu. Khi mà Kelly có thời gian thì mình không giúp được về tài chính, thì mình có thời gian và mình có sức lực, mình có sức khỏe thì mình giúp về nhân lực. Thì hồi nào tới giờ Kelly chưa bao giờ gặp anh chàng Trần Minh Nhật. Duy nhất Kelly gặp anh ta là lần ở Taste of Southeast Asia, lễ hội Đông Nam Á vào dịp Tết năm 2023. Thì Kelly cũng không hiểu vì sao mà anh ta ném đá Kelly rất là nhiều. Hình như Kelly, khi mà Kelly coi lại những cái livestream của ảnh để mà Kelly làm cái bản tường trình statement cho Taste of Sea, thì Kelly cứ thấy tên của Kelly, anh ta cứ kêu tên của Kelly không biết bao nhiêu lần. Thì cho tới lúc mà Kelly gặp anh ta lần đầu tiên là vào tháng 1 trong cái hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết. Thì sau đó Kelly về Việt Nam, rồi thời gian trôi qua, thì lần thứ hai Kelly không nhớ không lầm là Kelly gặp lại anh ta là ở chỗ Taste of Việt Nam, lễ hội văn hóa ẩm thực Taste of Việt Nam năm 2023 vào tháng 8 năm rồi. Thì lúc đó là Kelly nhớ không lầm là lúc đó là bà Mayor Olivia Chow, bà thị trưởng của thành phố Toronto, đến cái sự kiện để mà bà có một cái lời nói, một cái speech. Tại vì hồi năm rồi là cái chủ đề là Women Empowerment, vinh danh người phụ nữ. Thì bà thị trưởng của thành phố Toronto là bà Olivia Chow, bà có đến để mà bà nói chuyện. Thì khi mà bà tới thì bà có đi chào các gian hàng và bà chào tất cả những người đến tham dự. Thì lúc đó Kelly đi theo chị Thúy và Viễn trong ban tổ chức,
để mà tiếp đón bà thị trưởng, bà mayor. Thì Kylie đứng đó thì Kylie chụp hình cho chị Thúy và các anh chị trong ban tổ chức thôi. Thì khi mà Kylie đứng đó chụp hình thì Kylie vô tình quay qua, thì Kylie thấy anh chàng Trần Minh Nhật. Hình như anh lúc đó Kylie nhớ anh ta nhìn hơi ốm hơn. Mấy lần hội chợ thì thấy ảnh, hội chợ vào dịp Tết thì thấy ảnh khác, nhưng mà cái lần gặp lại 7 tháng sau ở Taste of Vietnam Festival thì nhìn anh ta thấy khác. Thì khi mà Kylie quay qua thì cái phản ứng đầu tiên tự nhiên là Kylie nói xin chào anh, rất vui gặp lại anh. Mà thật sự là vậy, là tại vì những người mà mình đã gặp mà đã là đồng hương hay là người, nói tốt là người Việt đi ha, khi mà Kylie gặp, Kylie coi họ vẫn là, chị Kylie coi tất cả là anh em, chúng ta là người Việt với nhau, chúng ta là đồng hương với nhau. Thì cái phản ứng đầu tiên của Kylie là xin chào anh, xin chào chị, rất vui được gặp anh chị. Thì Kylie có nói rằng là với Trần Minh Nhật, hình như Kylie có quay cái lúc đó là tại vì Kylie đang quay phim chị Thúy và bà May quay sự kiện. Thì khi mà Kylie nói những cái lời này, Kylie cũng có quay, nghĩa là nó nằm trong cái video của Kylie luôn. Thì nếu mà Kylie nhớ không làm là lúc đó Kylie nói chào anh, rất vui gặp lại anh. Thì anh ta có nói với Kylie rằng, tại vì lúc đó ồn lắm, nhưng mà Kylie nghĩ là Kylie nghe anh nói là anh ta nói rằng có vui thiệt không. Thì anh ta, cái giọng của anh ta nói thì giống như anh ta đang ngạc nhiên là tại sao Kylie lại chào anh ta hay sao đó, thì Kylie không biết lý do, nhưng mà cái này chỉ là cái điều it's what I understand from him. Còn anh ta có như vậy không thì Kylie không biết, nhưng mà Kylie chỉ nói lại những gì mà Kylie nghĩ thôi ha. Thì Kylie lúc đó anh ta hỏi rằng là có thật sự là vui gặp lại hay không, thì anh ta vừa nói vừa cười. Thì Kylie nói thật sự vui mà, tại vì cảm ơn, tại vì anh ta đi với một nhóm người khác nữa. Thì Kylie nói là rất cảm ơn các anh chị và các bạn đến tham dự sự kiện, cảm ơn anh chị ủng hộ. Thí dụ cho anh Trần Minh Nhật ảnh có tới, ảnh vì thích tới hay là ảnh vì không thích ảnh tới, hay là lý do vì đó vì sao ảnh tới thì không biết, nhưng mà ảnh có tới thì Kylie cứ coi như là anh ta tới ủng hộ, tại vì sự kiện tổ chức cho người đến dự thì anh ta tới, và thêm người tới thì thêm người tham dự. Thì đối với các người bán gian hàng họ rất vui, tại vì có người tới thì có người mua, hoặc là sự kiện làm sân khấu, làm chương trình có người tới thì có người ta xem. Cho nên đối với Kylie, đến vì thương hay là đến vì không thương hay là đến để vì cái gì đó cũng là đến. Thì khi là mình trong ban tổ chức, mình là chủ nhà thì khách tới mình vẫn vui vẻ. Thì Kylie, khi mà Kylie nói là vui vui gặp anh ta thì Kylie nói thật, chứ không phải là Kylie nói móc nói méo gì đâu. Thì anh ta mới hỏi rằng là có vui thật không. Thì Kylie nói vui mà, tại vì dù cho có chuyện gì nữa, tại vì sau khi mà Kylie phải coi lại những cái video livestream của ảnh vào dịp Tết á, thì Kylie mới biết một chút về ảnh, thì mới biết rằng ảnh cũng là người Công giáo, có nghĩa là ảnh cũng đi nhà thờ và ảnh cũng tin vào Chúa. Thì chính vì Kylie biết anh ta là người Công giáo thì Kylie cũng có nói với anh ta rằng Kylie vui thật, Kylie nói thật mà, là tại vì dù gì đi nữa chúng ta vẫn là anh em cùng một cha, chúng ta vẫn là anh em cùng một cha trên trời, tại vì đó là cái điều mà cha luôn nói trong nhà thờ theo lời của Chúa, là tất cả chúng ta là anh em với nhau. Cho nên khi mà Kylie nói với anh ta như vậy thì Kylie thấy anh ta nhìn Kylie với một cách rất là ngạc nhiên. Thì Kylie thật lòng mà nói như vậy, tại vì thật sự Kylie đâu có thù oán gì với anh ta đâu, Kylie không biết anh ta mà. Cho nên thật sự dù cho có chuyện gì xảy ra
trước đó đi nữa thì Kelly cũng hiểu và tin và muốn nghĩ đó là một cái sự hiểu lầm, vì không hiểu nhau, không biết nhau, vì một cái sự dẫn dắt sai lầm của một ai đó khiến cho có một cái sự hiểu lầm gì đó. Chứ Kelly không có take things personal, cho nên Kelly không có vấn đề gì hết. Thì thật sự lúc đó nó đông ồn lắm, cái lễ hội mà các bạn ồn ào và đông người, cho nên Kelly chỉ nói vài câu với anh Trần Minh Nhật thôi, thì lúc đó là tiếp tục sự kiện đi tiếp. Thì cái case of Southeast Asia Lunar New Year Festival, cái sự kiện đó là một cái thử thách thứ hai lớn nhất mà Kelly đã trải qua. Tại vì tự nhiên mình bị livestream, rồi nhiều người biết, rồi bị ném đá, nghĩa là mình không expect mình rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Gặp các bạn, các bạn nghĩ các bạn có hay không? Tại vì Kelly mình chẳng là người gì, mình chẳng là ai cả, mình chỉ là một người làm thiện nguyện bình thường như mình đã làm 13 năm qua. Các bạn biết rằng là Taste of Vietnam, Kelly tham gia thiện nguyện từ năm 2019. Taste of Southeast Asia, hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết, Kelly tham gia là năm 2013 vào tháng 1. Ha, có nghĩa là nó là những năm gần đây. Nhưng mà Kelly đã làm thiện nguyện, tham gia sinh hoạt cộng đồng Việt Nam ở thành phố Toronto hoặc là GTA, cho Better Future for Kids và Outside Canada nói riêng, và cho những hội đoàn Việt Nam khác không phải của nhóm của Kelly tổ chức. Kelly đã tham gia những sinh hoạt của cộng đồng, nhà thờ, chùa, có nghĩa là những cái sinh hoạt mà Kelly làm cho, tại vì trước 15 năm trước thì Kelly không có sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam, Kelly chỉ sinh hoạt với người Tây thôi. Tại vì từ nhỏ tới từ bé tới lớn mà Kelly chỉ trong cái môi trường của người Tây thôi. Chỉ có gần đây Kelly mới học tiếng Việt và tiếp xúc với người Việt, cho nên tuy rằng Kelly những cái sự kiện mà Kelly nói ở trên đó là bắt đầu từ năm 2019 trở đi, đã có hai cái lễ hội Taste of Vietnam và Taste of Southeast Asia, nhưng mà trước đó từ năm 2008 là Kelly đã sinh hoạt trong nhà thờ, trong chùa, ở trong cộng đồng, làm thiện nguyện viên cho những hội đoàn. Đơn giản là tại vì Kelly muốn tìm về cội nguồn, Kelly đã sống với người Tây, Kelly đã sinh hoạt với người Tây. Thì tới một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của Kelly, năm 2008 Kelly đi về Việt Nam, nó đã làm thay đổi Kelly, và từ đó Kelly mới tham gia những cái gì mà của Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Cho nên cái việc mà Kelly sinh hoạt cộng đồng nó không phải là cái điều mới lạ gần đây, nó đã lâu lắm rồi. Và Kelly tham gia như là một người thiện nguyện từ năm 2008 cho tới giờ, làm bất cứ mọi sự, bán bong bóng, làm trang trí, có nghĩa là mình phụ những cái hội đoàn nào khi mà họ có gây quỹ hay là họ có những sinh hoạt gì của văn hóa cộng đồng, mình giúp như là một cái vai trò rất nhỏ bé bình thường thôi, chứ không có gì hết. Thì vì thế những người như anh Trần Minh Nhật, Kelly chưa bao giờ gặp và có tiếp xúc, và thậm chí dù có chuyện gì xảy ra với ảnh hoặc là những người trong nhóm gây rối, cho tới bây giờ khi mà Kelly đi, giống như hồi tuần vừa rồi Kelly đi cái gala của làng dưỡng lão, thì Kelly gặp rất là nhiều anh chị, cô chú, các bác trong cộng đồng mà Kelly đã biết mười mấy năm qua,
Và thậm chí Kelly cũng có gặp những người đó ở hội chợ Taste of Southeast Asia Đông Nam Á dịp Tết năm 2023. Kelly gặp lại họ hồi tuần rồi, vẫn chào hỏi, vẫn lễ phép, chào cô chú, anh chị. Mình không có, tại vì như Kelly nói, tất cả những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái chia rẽ, nhiều lúc nó là một cái sự hiểu lầm, một cái sự dẫn dắt sai lầm của một cá nhân nào đó mà làm cho những người chung quanh có sự hiểu lầm với nhau. Cho nên đừng bao giờ, các bạn hãy nghe cái kinh nghiệm và cái lời khuyên của Kelly là đừng có take cái gì personal hết á. Mình luôn nhớ một điều rằng tất cả chúng ta là anh em của một cha trên trời. Cho nên nơi thứ bảy Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai, thì cái này Kelly cảm giác gần gũi với Chúa trong chặng đường này là tại vì Kelly đã bị rồi cho năm 2023 với sự kiện Taste of Southeast Asia, lễ hội Đông Nam Á vào dịp Tết. Rồi, nơi thứ 8, Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Jerusalem. Cái này Kelly cũng cảm giác gần gũi với Chúa luôn. Trở lại cái sự kiện Taste of Southeast Asia, Kelly phải nói cái sự kiện này là tại vì nó là cái sự kiện vô tình nó trở thành một cái sự kiện mà ảnh hưởng những người chung quanh Kelly. Cái Taste of Southeast Asia Lunar New Year dịp Tết vừa rồi năm 2023, cái ném đá của một số người trong nhóm gây rối, không phải họ chỉ tấn công, mạ lị, đe dọa và họ ném đá riêng một mình Kelly, mà họ ném đá và uy hiếp những người đồng hành cùng Kelly nữa. Và tại vì họ muốn giống như là họ không làm cho Kelly bị mất đi cái lý tưởng, họ không làm cho Kelly bị ảnh hưởng, cho nên họ đi đe dọa những người tham gia cùng với Kelly. Thì có những anh chị cũng chia sẻ với Kelly rằng anh chị không thể tham gia được, hay là anh chị không thể tiếp xúc với em được, hay là anh chị không thể, nói tóm lại là không có affiliate hay là không có around Kelly được, vì họ bị người này người kia nói, hay họ bị đe dọa, hay họ bị mạ lị, hay là họ sẽ bị liên lụy. Thì khi mà họ chia sẻ cái đó thật lòng với Kelly, Kelly hiểu được. Và riêng Kelly cũng an ủi lại những anh chị đó, hay là những em đó. Tại vì Kelly biết họ đơn thuần chỉ là muốn tham gia cộng đồng, muốn đóng góp khả năng nhỏ bé của họ, một bàn tay để giúp cho những trẻ em, giúp là tiếng nói chống tệ nạn buôn người, giúp cho những trẻ em nạn nhân nguy cơ của tệ nạn buôn người, ấu dâm. Có nghĩa là, và họ cũng vì yêu mến và tự hào và muốn học hỏi về văn hóa Việt, cho nên họ tham gia. Cho nên mục đích họ tham gia chỉ là muốn có một nơi sinh hoạt vui vẻ. Cho nên họ cũng không có chuẩn bị tâm lý để mà đối diện với những cái drama, những những cái chuyện như đã xảy ra với Kelly trong cái dịp hội chợ Đông Nam Á. Cho nên khi mà họ
cảm giác ngại hay là sợ bị liên lụy, cái đó Kelly rất là thông cảm. Và Kelly cũng chia sẻ với anh chị em rằng là Kelly hiểu và Kelly rất là tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm giác của họ. Và Kelly luôn nói là Kelly và ban tổ chức của chương trình luôn luôn tôn trọng và luôn luôn chào đón anh chị em khi mà anh chị em có thời gian trong tương lai, có thể sắp xếp được thời gian và muốn tham gia, thì chúng tôi luôn luôn kêu gọi mọi người và luôn cần sự đồng hành của tất cả mọi người. Tại vì những cái công việc cộng đồng hay những công việc sự kiện về văn hóa, về tinh thần người Việt, về chống tệ nạn buôn người thì không thể một cái tổ chức, một nhóm người có thể làm được. Nhưng mà đó là cái sự đồng hành của tất cả mọi người cùng chung tay để làm. Cho nên Kelly có chia sẻ rằng khi nào mà anh chị em feel comfortable và muốn tham gia lại thì cho Kelly và ban tổ chức biết. Cho nên cái nơi thứ năm mà Chúa an ủi những người phụ nữ thì Kelly cũng cảm nhận được Kelly cũng relate được với Chúa trong cái nơi thứ tám này. Và nhiều lúc mình phải hiểu và mình phải thông cảm cho những người xung quanh mình. Và Kelly tin rằng á, với sự thông cảm, compassion và tình yêu thương thì dần dần những người xung quanh mình sẽ hiểu. Cho nên khi mà Kelly làm cái Kelly và Khoa làm 8 cái video tường trình về Taste of Sea thì thật sự là muốn minh oan cho những người bị vô tội, bị liên lụy, và cũng muốn nói lên sự thật để cho những anh chị em đó có thể biết được. Tại vì họ tham gia, họ chỉ biết cái chung chung, họ đâu có trong cái vòng đâu mà họ biết cái chuyện rõ ràng. Cho nên Kelly với Khoa làm 8 cái video với hình ảnh, với bằng chứng cụ thể, nghiên cứu về những cái solution, những cái luật của thành phố Toronto, những cái gì mà có thể giúp được cho các thiện nguyện viên, các quý ân nhân, các chủ gian hàng, những người mà tham gia cùng sự kiện Taste of Sea vào dịp Tết vừa rồi mà bị tấn công, mạ lị, đe dọa, thì họ cũng biết một phần nào đó để bảo vệ cho họ. Cho nên vì thế Kelly cũng relate to cái chặng đường thứ 8 của Chúa Giê-xu. Nơi thứ 9, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ 3. Thì chặng đường này là theo ba Kelly luôn nói rằng khi mà mình nghe Thánh Kinh đó các bạn, tại vì có những lần Kelly đi nhà thờ, Kelly nghe cha giảng mà Kelly nghe mà sao thấy không hợp lý. Thì khi mà Kelly về hỏi ba giải thích cách nghĩa cho Kelly thì ba mới nói rằng khi con đọc Thánh Kinh thì con không thể hiểu cái chữ theo cái đơn giản của nó, mà con phải hiểu nó theo cái ý nghĩa sâu xa hơn. Thì Kelly không biết giải thích tiếng Việt như thế nào, nhưng mà ba Kelly nói rằng là there are many meanings to what is being read in the Bible, so you have to nghĩ nó làm sao mà nó áp dụng được trong cái cuộc đời và cái hoàn cảnh của mình ngay lúc đó. Cho nên từ đó Kelly á mới hiểu ba nói rằng là khi mình nghe cái gì hay là mình đọc cái gì, mình phải hiểu sâu hơn, mình phải hiểu chứ không phải là cứ hiểu nó trắng trợn. Nó tốt, Kelly không biết dùng từ thôi, không giải thích tí đâu, tại mà công dùng sai từ ngữ. Nhưng mà nơi thứ 9, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ 3, thì cái này
là có thể nói là cái đau nhất của Kelly các bạn. Cái lần mà Kelly gục ngã lần thứ ba mà lòng đau như cắt, thì đó là cái sự ra đi của ba, cái chết của ba vào tháng 12 vừa rồi. Thì như Kelly, các bạn có fan với Kelly trên Facebook, các bạn biết là ba trị liệu một năm trời trong bệnh viện. Thì nãy giờ các bạn thấy cái chặng đường mà Chúa đi với các bạn, những cái chặng đường Chúa vác thánh giá trong ngoặc kép, thì ba Kelly trong 7-8 tháng, không, trong nguyên cái năm 2023, ba cũng vác thánh giá theo ngoặc kép. Trong lúc mà ba Kelly giúp Kelly làm những cái trang trí cho Tastes of Southeast Asia vào dịp Tết, ba làm cái logo bự màu xanh của Tastes of Sea các bạn, và ba làm những cái lồng đèn Hội An, mấy cái stand. Thì lúc đó là trời đang mùa đông, thì những cái này Kelly có livestream lại. Thì các bạn có thấy ba lúc đó ba ốm, ba đang bị bệnh, mà ba ngồi ba cắt từng cái hoa mai. Thì lúc đó là tháng 12, lúc đó là vọng phục sinh, không, vọng Giáng sinh chứ quên, lộn, lúc đó là tháng 12, là lúc đó là Giáng sinh. Thì lúc đó là Christmas Eve. Thì từ tháng 12, ba đã đau rồi, ba đau là từ tháng, nghĩa là một năm trước ba đau, nhưng mà đau theo cơn, cho tới tháng 12 và tới lúc ba mất. Thì ba đau quằn quại liên tục. Nhưng mà lúc tháng 12, lúc ba đau, ba vẫn, trong lúc cái đau của ba cố gắng, ba làm, hoàn thành những cái trang trí Tết cho con gái của ba, làm sự kiện. Thì ba đang vác thánh giá về thể xác. Và xong rồi khi mà ba làm hội chợ xong, thì các bạn biết ba Kelly mà, ba làm là ba làm hết sức, những gì nặng nhọc, những gì dơ, những gì mất thời gian, phải ngồi tìm tòi nghĩ ra rồi chế biến rồi làm đi làm lại, là ba Kelly làm ở dưới cái basement mà ba thường ở đó đến 2-3 giờ sáng. Tại vì lúc đó có một mình ba làm, chứ Kelly thì bất tài, ba Kelly đâu có phụ ba được. Cho nên lúc mà ba hoàn thành xong thì Kelly đi về Việt Nam. Sau cái dịp hội chợ của dịp Tết, thì khi mà Kelly từ Việt Nam trở về đây vào tháng cuối tháng 2, đầu giữa tháng 2 hay là cuối tháng 2 gì đó, thì lúc đó là Kelly mới nghe từ em của Kelly nói là ba bị đau quằn quại. Thì lúc đó Kelly mới bắt ba, Kelly không còn hỏi nữa, tại vì Kelly có hỏi hai đứa em của Kelly thì nó nói rằng là nó có kêu ba đi vô emergency mà ba không chịu đi. Thì Kelly, lúc đó Kelly thấy ba đau, Kelly không chiều ba nữa. Tại vì ba là người đàn ông Việt Nam rất là thờ ơ về sức khỏe của mình, ba không có chăm sóc cho sức khỏe, ba rất là Vietnamese man, nó thật là vậy. Hoặc là bây giờ có thể là Kelly hiểu rằng hồi xưa lúc ba còn trẻ, ba đã bị đau khổ lúc nhỏ, cuộc đời của ba ở Việt Nam ba khổ lắm, ba đi làm nhiều việc là làm cực, trong khi ba rất là nhỏ con yếu, ba không có đủ ăn. Cho nên hồi xưa gia đình của Kelly ở Việt Nam nghe ba mẹ kể lại lắm, nghèo lắm. Cho nên có thể vì hồi xưa ba nghèo, ba khổ quá rồi, cho nên bây giờ những thứ mà ba có ở đây á, ba thấy nó không có nhầm gì hết với cái khổ hồi xưa. Có thể là như vậy mà ba rất là thờ ơ với những cái đau bình thường hay là những cái sức khỏe của ba. Nhưng mà Kelly thấy ba đau mỗi ngày mỗi nhiều, mà khi ba Kelly nói ba đau là có nghĩa là tới mức thứ 9, thứ 10 các bạn. Tại vì ba là một người không bao giờ than. Ba không có than, ba không có tiểu thư như Kelly đâu. Đụng một chút xíu là bệnh
ốm đau rồi yếu ớt. Ba Kelly rất là kiên cường, rất là strong man. Cho nên khi mà ba nói ba đau, có nghĩa là ba đau lắm, thì lúc đó Kelly mới bắt ba. Ba Kelly nói không cho ba sự lựa chọn, con muốn ba đi vô emergency. Thì hồi hôm qua hay là vài hôm trước, có nghĩa là tuần này nè, trong cái tuần này vào năm trước, thì ba đi Kelly có được Facebook nhắc lại là ba đang nằm ở trong emergency. Ba quặn quại, ba đau. Thì từ tháng cuối tháng 3 năm rồi, ba vào bệnh, ba vô emergency. Rồi từ đó là ba ở trong bệnh viện cho tới lúc ba mất. Ba điều trị, bác sĩ điều trị cho ba. Rồi ba ở cái West Park Care Center, có nghĩa là ba không được về nhà. Ba không có về nhà được. Về nhà cũng được có một hai hôm thôi. Là ba đau, ba phải đi vô để cho y tá và bác sĩ theo dõi. Thì nguyên chặng đường mà ba ở trong bệnh viện là ba phải vác thánh giá. Ba vác thánh giá về cái cơn đau của thể xác. Ba vác thánh giá về cái đấu tranh về tư tưởng. Ba trở thành một người rất là dependent on các con. Ăn ba phải cần, ba khó ăn tới nỗi mà ba phải cần đút. Cho nên đối với một người mà mạnh mẽ như ba, ba không bao giờ muốn nhờ vả bất cứ ai. Ba luôn luôn là một người rất là tự lực, thậm chí ba còn giúp người khác trong khi sức khỏe ba không có mạnh mà tốt nữa. Thì các bạn biết rằng một người tự lực như thế mà phải nằm liệt, nằm ở trên giường ngày này qua tháng nọ, thì các bạn không biết cái thánh giá mà bà Kelly phải vác nó nặng cỡ nào. Cho nên Kelly cứ tưởng rằng ba đã khổ hồi xưa, thì bây giờ ba qua đây ba sẽ được sung sướng hơn, hưởng tuổi già. Nhưng mà cuối cùng ba mất đi trong cái sự đau đớn. Thì lúc đó cũng vào cái dịp phụ sinh, sorry các bạn. Thì lúc đó ba Kelly biết rằng 7-8 tháng trời ba ở trong bệnh viện, cái cuộc khổ nạn của Chúa các bạn, là cái chặng đường mà nãy giờ Kelly đang đọc á, những cái cảm giác này, Kelly nghĩ ba phải cầu nguyện với Chúa nhiều lắm. Tại khi ba trong bệnh viện 24/24 thì các con và gia đình đâu có ở với ba suốt được. Và đặc biệt ba nói là ở trong bệnh viện ba không có ngủ được. Tại vì cái cơn đau á, nó cứ đau suốt. Cho nên nó không có để cho ba yên mà ba có thể có một giấc ngủ ngon. Thì đêm dài đằng đẵng các bạn, ba nằm trong cái phòng bệnh viện của ba, và đây là cái giường của ba nè. Nhìn trên đó là cái đồng hồ mà ba có nói cho Kelly, ba cứ nhìn đồng hồ buổi tối để mà chờ trời sáng. Thì trong lúc đó trong đầu ba đọc kinh, ba nói với Kelly ba cầu xin Chúa. Ba cầu xin Chúa không phải là để cho Chúa cất chén đắng này cho ba, không phải là ba cầu xin Chúa để
cho ba hết bệnh. Đương nhiên ba cầu xin cái đó rồi, nhưng mà ba biết rằng, ba nói với Kelly, ba hiểu rằng đây là cái thánh giá, đây là cái cuộc đời, một cái kiếp người mà ba phải 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 trải qua. Cho nên ba ba nói với Kelly là ba chấp nhận, ba chấp nhận, ba chỉ cầu xin Chúa cho ba cái lòng kiên trì, cho ba sức mạnh, cho ba cái ơn lành để mà ba giống như là xin Chúa cho ba có cái sức để ba chịu đựng được. Ba nói với Kelly, ba cầu xin Chúa cho ba có cái can đảm để ba đối diện với cái bệnh, và để cho ba có cái can đảm để vác cái thánh giá mà ba đang vác. Thì khi mà Kelly nghe, Kelly mới hỏi ngược ba, Kelly, ba xin gì ngộ vậy? Tại sao ba không xin Chúa cho ba hết bệnh? Tại sao ba không xin Chúa cho ba đi được, ăn được, ngủ được, trở về với gia đình, mà ba lại xin Chúa cho ba có cái can đảm? Thì ba mới giải thích với Kelly rằng á, là có những thứ không thể tránh được con. Ba nói với Kelly là có những thứ mà mình phải đối diện, mình phải, dù cho mình thích hay không thích, đó là cuộc đời, mình phải đối diện. Và những lúc, những cái thử thách, những cái thánh giá mà mình phải vác, thì ba dạy Kelly đừng xin nó biến đi, đừng xin cho nó chuyển qua người khác, đừng có xin cho nó không xảy ra, tại vì cuộc đời nó sẽ xảy ra. Nhưng xin Chúa cho mình có cái can đảm để mình đối diện, và xin Chúa cho mình có cái lòng tin phó thác để mình tin tưởng vào Chúa, mình phó thác vào Chúa và cho Chúa vào lòng mình, để Chúa đồng hành cùng mình, để chúng ta có thêm sức mạnh để đối diện với những điều mà cuộc đời mang tới. Thì đó là cái điều mà Kelly sẽ luôn ghi nhớ ba dạy cho Kelly. Và quả thật Ba đã can đảm, ba chịu đựng một cái bệnh mà kéo dài cả hơn một năm trời, và nó làm cho ba, hành hạ ba cho tới lúc ba chết. Thì quả thật ba dạy cho Kelly là ba có đức tin rất mạnh, ba cầu nguyện, ba phó thác, ba tìm được cái bình an và cái an ủi nơi Chúa Giêsu để giúp cho ba những lúc mà đêm dài cô đơn ở trong bệnh viện một mình, ba không cảm thấy bơ vơ và ba không cảm thấy bị mất cái can đảm, không bị cục ngã. Thì ba đã là một người, một cái gương cho Kelly thấy là ba theo Chúa, ba phó thác trong tay Chúa, cũng giống như Chúa Giêsu khi mà Chúa bị đóng đinh, thì Chúa cũng cầu xin Chúa Cha là Chúa Giêsu, con xin phó thác mọi sự trong tay Cha, là như vậy. Thì lần nơi thứ 9 là nơi Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Thì đó là cái lần thứ 3 mà Kelly cảm giác như Kelly có thể gần gũi với Chúa Giêsu là qua cái chết của ba Kelly. Nơi thứ 10, Chúa Giêsu vì lột áo ra. Nơi thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo ra. Đây là Chúa, một đấng cao quý, xuống trần gian này để làm người, trở thành một con người như chúng ta,
trải nghiệm và chịu đựng những cái đau khổ của một con người có thể trải qua. Chúa nghèo, Chúa không có gì hết, Chúa sinh ra trong chuồng bò. Bởi vì các bạn có thấy Noel đó là nhà thờ có cái máng cỏ và Chúa Giêsu sanh ra. Chúa không phải sanh trong khách sạn hay là bệnh viện Sick Kids hay là một cái lâu đài vĩ đại. Chúa sanh trong một cái chuồng bò ở ngoài đồng lúa, nơi rất là nghèo, ba mẹ của Chúa cũng rất là nghèo. Cho nên vì thế Chúa là một người rất là đơn sơ, rất là nghèo. Cho nên khi mà Chúa sinh ra cũng nghèo, khổ. Khi Chúa chết cũng vẫn nghèo, khổ và không có một cái gì che thân Chúa. Chúa was pretty much stripped naked khi mà Chúa chết. Thì Chúa cho Kelly hiểu trong cái chặng đường này á, là khi Chúa bị lột áo ra theo hoặc kép, đối với Kelly thời đại năm 2024 các bạn nha, những gì mà xảy ra trong Kinh Thánh 2000 năm trước, Kelly là một người phóng khoáng, lớn lên từ bé ở Canada. Nói thật với các bạn, Kelly không phải là một người tin đạo từ ban đầu. Cho nên thật sự những cái này mà Kelly đọc 10 năm trước đó các bạn, Kelly không thấy nó có ý nghĩa gì hết trơn. Nói thật với các bạn như vậy, Kelly đi lễ, Kelly nó giống như một cái thói quen và cũng là một cái lời hứa mà Kelly đã thề với Chúa sau khi Chúa đã cứu Kelly thôi. Còn ngoài ra lúc 10 năm trước Kelly đi, Kelly không hiểu những cái này, cái ý nghĩa của nó và không cảm xúc, không có một cái relation gì với cái này hết. Nhưng mà sau 2020 thì Kelly mới cảm thấy gần gũi với Chúa nơi thứ 10 này, khi nói rằng Chúa Giêsu bị lột áo ra theo hoặc kép. Đối với Kelly thời buổi này, trong thời 2024, là không có gì thuộc về Kelly hết các bạn. Kelly đã thấm một điều và ngộ ra một điều: để sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an trong tâm hồn nha, hạnh phúc đối với Kelly khi mà cái lòng của Kelly không bị đau nữa các bạn. Tại vì Kelly đã nói với các bạn, Kelly đã cảm nhận được cái lòng, cái trái tim mình bị thắt lại, bị thắt lại tới nỗi mà khó thở, thở không được. Kelly cảm giác được cái tim nó đau quằn quại mà không có ngủ được, dù cho cái đầu óc mình nó nói nó vững, mình không có yếu ớt, mình rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái trái tim nó không nghe theo cái đầu, cho nên dù cho cái đầu nói như thế nào, tim nó vẫn đau, và đau tới nỗi mà muốn đâm cho thục cho nó tắt thở để không còn cái cảm giác, cái đầu không còn, chỉ khi trái tim không còn đập nữa thì cái đầu, cái người nó không còn cái cảm giác gì nữa. Tới nỗi như vậy các bạn, thì để tìm được cái sự bình an, để không cảm giác cái đó mà Kelly đã cảm giác, thì thật sự Kelly đã tìm được cái bình an trong Chúa các bạn. Khi mà anh Nhật mất, các bạn không biết bao nhiêu tuần và tháng mà Kelly lập, trong lúc mà ở một mình đó các bạn, nó khủng khiếp, cái sự im lặng nó khủng khiếp vô cùng. Và lúc đó nói thật với các bạn á, giống như là đang bị lột áo ra, mình không còn cái gì hết. Và khi mà Kelly bị qua cái sự kiện ha, qua cái sự kiện của Taste of Sea vào dịp Tết, bị mất
một cái số tiền rất lớn, và về tiền và về tinh thần và thời gian nữa. Rốt cuộc cũng giống như là mình bị mất rất là nhiều, mình mất hết, giống như là đang bị lột áo ra. Cái lột áo ra đối với Kelly là mình vulnerable, mình naked như vậy các bạn. Mình giống như là mình không còn cái gì nữa hết. Thì Kelly mới hiểu một điều sau khi mọi chuyện, sau khi những cái chuyện này xảy ra từ năm 2020 cho tới giờ, thì Kelly mới biết rằng cái điều giúp cho mình được sự bình an là đừng có coi cái gì của mình, không đồ đạc gì, không quần áo gì, không cái gì mình có ở trong cuộc đời này á, mà nó thuộc về mình hết. Mình cứ, Kelly cứ coi như á, là những gì Kelly có là những cái hồng ân Chúa ban, những cái phương tiện Chúa ban, những cái gì Chúa cho Kelly để giúp cho Kelly đạt được hay là thực hiện được cái lý tưởng của mình, hay là để giúp cho Kelly dùng trong cái cuộc đời này. Và Kelly biết những cái điều Chúa ban, Chúa cho là Kelly được ơn Chúa để Chúa cho Kelly được những cái đó. Chứ cái đó không phải của Kelly, nó không thuộc về Kelly, nó không phải là của Kelly ra. Cho nên trong đầu của Kelly á, Kelly ngộ ra cái đó là đừng coi những gì, bất cứ cái gì ở trần gian này là của mình. Cứ coi nó chỉ là một cái điều mà mình đang tạm dùng ha, mình đang tạm dùng nó trong cuộc đời này. Và khi mà mình chết đi, mình không mang nó đi được, mình chỉ mang cái linh hồn của mình thôi. Và cái linh hồn của mình là của Chúa. Và cái người mà mình phải đối diện, phải gặp gỡ sau khi mình chết, mình phải trả lời, mình phải đối mặt, mình phải answer to là Chúa, chứ không phải bất cứ ai hay bất cứ cái gì trên cái trần gian này. Cho nên nếu mà trong đầu các bạn tập như Kelly, nếu các bạn đang đau khổ vì bị ai lấy đi cái gì đó, bị ai đánh cắp cái gì đó, bị ai làm mất cái gì đó, hay là bị ai tổn thương cái gì đó, hay là ai lấy gì của mình, hay là ai chiếm đoạt việc của mình, hay là ai hại mình để mình mất đi cái gì đó, các bạn thử tập như Kelly đã tập, là đừng coi nặng những cái đồ đó là của mình. Các bạn nghe Kelly khuyên, tại vì Kelly đã rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi. Và khi mà Kelly tập cho bản thân mình, rèn luyện cho cái đầu của Kelly hiểu rằng không có cái gì thuộc về mình hết, thì khi mình có mất á, mình cũng sẽ không cảm thấy tổn thương. Mình sẽ buồn, mình sẽ buồn là tại vì đó là cái thói quen của mình, cái đó là cái sở thích của mình, cái đó là cái điều mà mình vui, mình yêu, mình mến. Tại vì nó chỉ vui, nó mến, nó yêu thì mình mới thấy đau khi mình mất thôi. Chứ nếu mà mình không care thì mình đâu có bị tổn thương, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn coi những cái gì mà các bạn có, đó là cái điều mà Chúa đang dùng các bạn, cho các bạn trong cái thời điểm đó, và các bạn dùng để xài. Và sau đó khi mà cái chu kỳ, cái thời gian của mình nó xong, thì Chúa sẽ mang mình đi nơi khác, một chỗ khác, một cái gì đó khác. Chúa sẽ ban cho mình những cái hồng ân khác để mình có một cái trải nghiệm khác. Cho nên những gì mà mình có mất đi nữa thì cứ coi như là mình làm xong cái công việc của mình rồi. Bây giờ sẽ tới người khác làm cái việc đó, và người khác sẽ dùng cái đó. Cho nên giống như là Kelly đang lease chiếc xe Toyota, Toyota Corolla. Kelly rất là ghét chiếc xe đó, nhưng mà ví dụ đi, bây giờ Kelly lease nó, sau này dù thì trong trường hợp này thì Kelly ghét cái chiếc xe đó, nhưng mà nếu giả sử Kelly thích chiếc xe nào đi ha, Kelly lease hay là Kelly mua, thì Kelly lease hay Kelly mua, thì lúc mà Kelly dùng nó, thì Kelly dùng nó là cái phương tiện cho Kelly đi đến đây, đến kia, đến nọ, đến nhà thờ, đến chỗ làm, đến chỗ những công việc thiện nguyện. Nhưng mà sau này khi mà Kelly không có xe, Kelly không có tiền để trả tiền xe nữa, thì Kelly đi xe bus.
Có nghĩa là cái xe đó Kelly phải trả lại cho người ta, thì người khác sẽ dùng cái xe đó. Và Kelly đúng từ đi xe, mình cảm thấy tự động, tự chủ, tự thời gian nó linh động, mình có thể dùng bất cứ lúc nào. Bây giờ mình không có chiếc xe thì đúng mình buồn. Nhưng mà mình cứ nghĩ trong đầu, ok, bây giờ mình không đi chiếc xe mà mình lái nữa, thì bây giờ mình đi xe bus. Nếu mà trời lạnh, mình mặc thêm áo, trời nóng thì mình mặc bớt đồ, trời mưa mình cầm cây dù. Có nghĩa là bất cứ thay đổi nào, mình cứ coi như là cái công việc và cái duyên, hay là cái điều mà cần làm, mình cần làm thời điểm đó, hoàn cảnh đó, với người đó và môi trường đó, nó cho cái thời gian đó thôi. Rồi sau đó, giống như là chúng ta thường nói, Chúa đóng cửa này thì Chúa mở cửa khác. Cho nên nếu mà các bạn tập cho cái tính là mình đừng coi cái gì trên thế gian này là của mình đừng có attachment với cái người, đồ vật quá, thì sau này khi mà mình có thay đổi qua một cái khác, mình sẽ không cảm thấy bị sốc, và mình chấp nhận, mình phó thác, mình chấp nhận đó là cuộc đời. Mình chấp nhận thì mình sẽ dễ tiếp nghi và mình dễ không bị tổn thương hơn. Và qua đó mình gặp cái mới, hay là mình bị chuyển qua một cái gì khác, thì mình sẽ gắng làm tốt cái công việc mới của mình. Có nghĩa là mỗi cái chặng đường của mình đi, mình làm trọn vẹn, mình cho hết lòng, mình làm hết sức, thì khi mình làm xong rồi thì người khác sẽ tiếp tục và mình sẽ qua cái khác. Thì nó cứ như thế thôi các bạn. Và đó là Kelly hiểu là đó là cuộc đời. Và nếu mà mình đừng có obsess, mình không có attach với bất cứ cái gì, thì mình sẽ không có trở thành mình không có trói buộc nó đó các bạn. Mình không có control, mình không có trở thành obsessive. Kelly không biết nói tiếng Việt những cái chữ này, nhưng mà hy vọng các bạn hiểu ý của Kelly muốn nói. Thì nơi thứ 10, Chúa bị lột ra, bị lột áo ra, có nghĩa là bây giờ nó chỉ còn một cái thân xác. Chúa không còn cái gì để mà che thân, Chúa không còn gì hết. What you see is what you get. Những gì mà mình thấy ở đây là Chúa đó. Một người nhỏ bé, một người hèn, một người nghèo, một người bị người ta lên án, một người bị người ta đóng đinh. Và Chúa rất cần cái sự yêu thương của chúng ta. Khi mà Chúa không còn gì hết, để cho Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta luôn thương yêu nhau trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải lúc tốt, đẹp, giàu sang, đầy đủ mới thương. Nhưng mà những lúc mà chúng ta không có gì, trắng tay, không còn mảnh áo che thân, thì chúng ta vẫn đón nhận và yêu thương nhau. Thì chặng đường thứ 10 có dạy cho Kelly rằng là đừng có attach mình cho bất cứ cái gì, và đừng có nghĩ mình cái gì, bất cứ cái gì thuộc về mình. Mà Kelly chỉ coi rằng những gì Kelly có, Chúa cho Kelly, Chúa cho Kelly để Kelly dùng nó theo thánh ý Chúa và để làm đẹp lòng Chúa. Là Kelly bây giờ hiểu cái ý nghĩa đó rồi thì Kelly rất là vui. Cho nên vì thế những gì mà Kelly mất, thậm chí cái sự ra đi của anh Nhật và cha ba của Kelly, trong lòng Kelly đau như cắt. Và Kelly rất ích kỷ, muốn ba biết anh Nhật là người tiễn đưa Kelly khi Kelly chết, chứ Kelly không muốn khóc tang hai người. Nhưng mà đó là cái sự ích kỷ của Kelly. Nhưng mà Kelly có niềm tin nơi Chúa, và Kelly hiểu được rằng
đây là chỉ một cái cuộc đời này chỉ một cái chặng đường ngắn thôi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Chúa về sau. Cho nên Kelly không không có còn cái suy nghĩ là tại sao Chúa bỏ con, tại sao Chúa lại lấy người yêu của con đi, tại sao Chúa lại lấy ba con đi. Kelly không còn mang cái sự trách móc, Kelly không còn nghĩ những gì mà xảy ra là cái sự xấu, những cái sự đau khổ mà Chúa mang tới. Kelly không còn nghĩ như thế. Tại lúc mà Kelly bị đau, Kelly nghĩ như vậy. Lúc Kelly bị đau, Kelly nghĩ tại sao Chúa bỏ con, tại sao Chúa để con bị như vậy, tại sao Chúa lại cho con như thế. Nhưng mà bây giờ Kelly mới hiểu rằng là không phải những việc đó Chúa làm, nhưng mà Chúa đến để giúp cho con người, và đặc biệt cho cá nhân Kelly hiểu, sống tốt hơn, bình an hơn. Và Chúa cứu muốn cứu độ Kelly, để Kelly thời đời sau sẽ không bị khổ, không là phạm tội, không làm sai lầm, để không có bị xuống hỏa ngục, không có bị hình phạt. Không, Chúa đang giúp và cứu cho Kelly. Cho nên bây giờ Kelly mới hiểu rằng là ba bánh nhật bây giờ đang ở một nơi mà không còn đau thương nữa. Tại vì thật sự thế gian này là, Kelly đã từng nói, đây là địa ngục trần gian. Địa ngục thì Kelly chưa bao giờ trải nghiệm, chưa thấy, chứ Kelly thấy bao nhiêu cái sự đau khổ ở trần gian này. Kelly thấy chiến tranh đang xảy ra, Kelly thấy trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Kelly thấy những mảnh đời Việt Nam, mà Kelly đi về Việt Nam, Kelly thấy mà không cảm hiểu được vì sao mà đời người có thể khổ như vậy các bạn. Cho nên thật sự đây là địa ngục trần gian. Chúa đang xuống trần gian này để giúp chúng ta, cứu thoát chúng ta, để chúng ta không có rơi vào cái địa ngục sâu hơn nữa. Cho nên ba với Kelly, Kelly tin là ba của Kelly và anh Nhật đang ở một nơi rất là bình an, và họ đang chờ Kelly. Kelly tin rằng một ngày nào đó Kelly có thể gặp lại ba và anh Nhật. Và Kelly tin rằng là dù cho Kelly không thấy được ba và anh Nhật, nhưng mà ba và anh Nhật luôn đồng hành cùng Kelly. Và Kelly thấy rất rõ Chúa mang những người chung quanh đến để giúp đỡ cho Kelly. Ba và anh Nhật nghe lời cầu nguyện của Kelly và cũng cầu bầu Chúa, phù hộ, cầu xin Chúa để giúp cho Kelly. Cho nên Kelly tuy là không có ba và anh Nhật về thể xác, nhưng mà về tâm hồn, trong ký ức và trong cái trái tim của Kelly, Kelly luôn cảm nhận là Kelly có hai thiên thần đang phù hộ và đang coi Kelly ở trên. Cho nên đặc biệt là bây giờ ba không còn đau khổ nữa, ba đi thì Kelly rất là buồn, nhưng mà không thấy ba bị quằn quại nằm trong bệnh viện, không thấy ba đau khổ về thể xác và đau khổ về tâm hồn. Đối với ba đó là sự giải thoát. Cho nên Kelly không còn trách tại sao ba đi sớm, mà Kelly chỉ đang chờ cái ngày mà Kelly có thể gặp lại ba. Và anh Nhật cũng vậy. Anh Nhật, tuy anh Nhật qua đời quá trẻ, quá đột ngột, nhưng mà anh Nhật quả thật được ơn chết lành. Kelly đã nhìn, Kelly đã chứng kiến tận mắt lúc hai người mất, Kelly đều ở bên cạnh trong cái hơi thở và thời gian cuối cùng vài phút của ba và anh Nhật. Kelly thấy được anh Nhật quả thật được ơn chích lành. Chú cha, chú cất anh Nhật đi rất là lẹ. Anh Nhật đau, Kelly nghĩ trong vòng có một phút rưỡi thôi, là tại vì khi mà đêm anh Nhật mất thì Kelly và anh Nhật còn nằm ở trên giường,
nói chuyện với chị Thúy, bàn về Taste of Vietnam, bàn về Better Future for Kids. Cho nên Kelly lúc đó 8 giờ 20 nói chuyện với chị Thúy, cúp phone xong thì Kelly có đi xuống dưới để lấy nước cho anh Nhật. Và tự nhiên khi mà xuống nhà bếp, mà các bạn chưa gót ly nước mà không biết tại sao cái đầu của Kelly không có suy nghĩ gì hết, mà cái người của Kelly tự nhiên đi lên phòng trở lại, không biết có cái linh tính hay sao các bạn. Tại vì Kelly đang ở trên lầu mà, thì Kelly đâu có cần lấy cái gì trên đó, nhưng mà Kelly chỉ xuống lấy nước cho anh Nhật uống. Thì tự nhiên xuống chưa đầy 40 giây để mà lấy nước, thì khi mà đi lên thì thấy anh Nhật tắt thở ở trên giường. Thì Kelly chỉ có thể đoán được là anh Nhật trong lúc mà bị đứt mạch máu á, thì nó rất là lẹ, cho nên anh Nhật không có bị đau đớn như ba nằm ở trên giường bệnh. Cho nên với anh Nhật bây giờ Kelly mới hiểu được là anh Nhật được ơn chết lành. Và nếu sau này Kelly có chết á, Kelly cũng cầu xin được chết như anh Nhật. Và quả thật hồi xưa nhiều lần Kelly cứ nói với anh Nhật Kelly muốn chết ở trong nhà của mình, Kelly muốn chết trên giường của mình, Kelly muốn chết trong vòng tay của anh, Kelly muốn nhìn thấy anh tiễn đưa Kelly. Kelly không muốn chết ở trong bệnh viện hay là một nơi nào khác. Nhưng mà ngược lại, những gì mà Kelly nói với anh Nhật, Kelly cầu xin cho cái chết của mình, thì ngược lại nó lại xảy ra cho anh Nhật. Thì lúc đó sốc lắm các bạn, sốc khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy ba ra đi, và bao nhiêu người, những mảnh đời Việt Nam mà Kelly nhìn thấy ở mái ấm phát sinh, và những người ở Việt Nam mà Kelly đi thăm, cái chết của họ, thì Kelly phải nói rằng anh Nhật rất là may mắn là anh nhận được ơn chết lành, chết bình an, chết trong phòng, trong nhà, giường ấm, và có Kelly bên cạnh. Chứ anh không có chết trong sự cô đơn, không có chết trong bệnh viện, không có bị chết trên cái bàn mổ. Cho nên đó là nơi thứ 10 ha. Rồi, nơi thứ 11, Chúa chịu đóng đinh. Trong cái nơi thứ 11 này, Kelly cũng cảm giác gần gũi với Chúa. Đóng đinh hồi xưa các bạn, thì hồi xưa Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá, giang hai tay ra và đóng vào chân. Thì thời nay con của Chúa cũng bị đóng đinh. Cái này Kelly cảm thấy gần gũi với Chúa là tại vì Kelly đã bị đóng đinh. Kelly đóng đinh đây không phải là đóng đinh về thể xác các bạn, mà đóng đinh về những cái lời nói, những cái hành động gây thiệt hại đến tài chánh, đến những cái buổi gây quỹ mà Kelly tham gia với hội Better Future for Kids. Và cái đóng đinh mà Kelly cảm thấy gần gũi một chút giống như Chúa, đó là qua cái sự kiện Tastes of Southeast Asia, hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết vừa rồi năm 2023. Thì đó là cái cá nhân của Kelly. Còn một cái đóng đinh khác nữa là cha Thông, trong Linh Mục Nguyễn Bá Thông, là cái người sáng lập ra One Body Village, nhóm một thân hình. Thì các bạn nào mà có biết về cha Thông thì các bạn
cũng biết rằng cha chống tệ nạn ấu dâm trẻ em, và đó là một cái tổ chức mà Kelly đã tham gia từ năm 2010. Năm 2010 là năm đầu tiên mà Kelly gặp cha Thông, cha Nguyễn Bá Thông ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Và Kelly tìm hiểu thêm về tổ chức Một Thân Hình và cái nhà OBV. Thì cha Thông có nói rằng, mà Kelly luôn nhớ, cha nói rằng 2000 năm trước người ta đóng Đinh Chúa Giêsu vào cái thánh giá, 2000 năm sau thì người ta đóng đinh theo ngoặc kép, nhưng mà thật sự là người ta chói con của Chúa vào bốn cạnh giường, là tại vì cái tệ nạn buôn người các bạn và cái tệ nạn ấu dâm thì trẻ em bị lạm dụng tình dục, và khi các em rất nhỏ bị những người biến thái, những người hành hạ, và các người mà mua các em lạm dụng tình dục các em, thì họ cột chân tay của các em ở trên cạnh giường để họ hãm hiếp. Thì Kelly sẽ không đi vào chi tiết về cái việc này, là tại vì các bạn có thể đọc những cái này trên Google. Nhưng mà thời xưa, những cái gì 2000 năm trước, những gì mà Chúa đã chịu, thì 2000 năm sau, và những cái gì xảy ra với Chúa, những cái chặng đường Chúa đi qua, những con đường Chúa đã đi qua, thì cũng giống như con đường chúng ta đi qua bây giờ trong cuộc đời của chúng ta vậy. Cho nên những lúc mà Kelly bị đóng đinh thì hay là những lúc mà Kelly bị vu khống, bị mạ lị, thì Kelly luôn nhìn trên cái thánh giá các bạn. Và khi nhìn trên cái thánh giá, mỗi lần mà Kelly đi vô nhà thờ, nhìn thấy Chúa treo hai tay có hai cái đinh và chỗ cái chân, thì Kelly mới nhìn lên, Kelly mới thấy rằng những cái đóng đinh của mình đó, nó không ăn thua gì cái đau khổ mà Chúa đã trải qua. Cho nên mình nhìn Chúa, mình thấy Chúa, và mình tìm Chúa là nơi an ủi, là Chúa hiểu được cái cảm giác của chúng ta những lúc mà chúng ta mỏng giòn, chúng ta yếu đuối. Chúa hiểu được cái sự sợ hãi của con người. Cho nên Kelly nghe bài Thương Khó và ngắm cuộc khổ nạn của Chúa hôm nay, thì tới cái đoạn thứ 11 thì Kelly có thể relate được với cái cảm giác của Chúa trong lúc Chúa đang bị người ta đóng đinh. Chưa kể tới những cái đau về thể xác các bạn. Và trong lúc mà Chúa đau như thế này các bạn, Kelly ngồi nghe mà Kelly thấy rằng tới thứ 11, lúc này Chúa vẫn có thể bỏ cuộc. Nếu mà lúc này mà Chúa bỏ cuộc trước khi mà họ đóng đinh Chúa, nếu mà Chúa thay đổi ý mà Chúa không muốn giúp chúng ta nữa, Chúa không muốn cứu rỗi chúng ta nữa, Chúa có thể sống lại bình thường, Chúa có thể đi làm việc bình thường, thì có thể rằng Chúa không bị đóng đinh, không cần phải cảm giác cái đau mà bị cái đinh nó đóng vào cái da thịt của mình. Nhưng mà vì yêu đến cùng các bạn, Chúa vẫn tiếp tục
cái lý tưởng của Chúa về sự thật. Cho nên Chúa bị đóng đinh. Và nơi thứ 12, Chúa Giêsu chốt hơi thở cuối cùng. Thì cái đoạn 12 này các bạn, Khao Liệt rất là thấm. Ở đây viết rằng lời Chúa Giêsu: xin Chúa tha tội cho chúng, con sẽ ở trên thiên đàng với Thầy. Này là mẹ con, này là con bà. Tôi khát. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con ở trong tay Cha. Và mọi việc đã hoàn tất. Các bạn biết không, khi mà Chúa chút hơi thở cuối cùng, thì đây là những lời nói mà Chúa nói lên. Dù Chúa biết rằng chính con người là những người mà Chúa đang cứu, những người mà Chúa đang giúp để chuộc tội, là chính những người đó là những người đóng đinh Chúa. Nhưng mà Chúa không có thù ghét họ, Chúa không có muốn cái điều xấu xảy đến với họ. Chúa vẫn xin Chúa Cha tha tội cho họ, vì họ không biết họ đang làm. Đối với Chúa, người thương Chúa, Chúa cũng thương. Mà người ghét Chúa, Chúa cũng thương. Và người làm hại Chúa, Chúa cũng thương. Tại vì Chúa đã làm người thì Chúa hiểu được và Chúa cảm thông được cho cái sự yếu đuối của con người. Cho nên những cái hư tật xấu á, Chúa thông cảm được cho chúng ta. Cho nên dù cho chúng ta, con người hại Chúa chết, đóng đinh Chúa chết, nhưng mà Chúa vẫn xin Chúa vẫn xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta. Và chỉ có khi mà thương đến cùng, thương vô điều kiện, Chúa thương chúng ta vô bờ, cho nên Chúa mới có thể thương dù cho chúng ta hại tới Chúa. Thì đây là cái lời nói mà Chúa giúp cho Kelly hiểu á, là oan oan tương báo không bao giờ hết, và chỉ có cái tình yêu thương mới có thể giải hòa được những cái sự chia rẽ, giải hòa được những cái sự tranh chấp. Điển hình, nếu Chúa dùng quyền lực, Chúa bắt người ta phải nghe theo Chúa, thì có thể chưa chắc gì Kelly nghe theo Chúa, tại vì những người mà cứng đầu và như Kelly á, Kelly nghĩ nếu mà Chúa là một người bạo vua, hay là một người hung dữ, hay là một cái người leader mà ép buộc, thì Kelly nghĩ riêng cá nhân Kelly sẽ không yêu Chúa đâu. Nhưng mà chính vì Chúa là cái người có bao nhiêu quyền lực, mà Chúa không dùng quyền lực để ép chúng ta, mà Chúa chỉ dùng cái lòng thương, Chúa dùng cái yêu đến cùng, sự hy sinh của Chúa, cái chết của Chúa. Chúa chết vì người mình thương. Cho nên vì cái lòng bao dung và cái sự yêu thương vô bờ bến như vậy, mà Chúa thánh hóa những người tội lỗi như Kelly, những người mà cứng đầu như Kelly. Thương Chúa. Cho nên vì thế Chúa dạy cho Kelly rằng nếu mà có ai làm tổn thương tới Kelly, hay là ai làm gì sai với mình thông cảm cho người ta, mình hiểu vì sao người ta lại làm như vậy. Có phải mình là một cái đe dọa cho người ta hay không? Có phải là người ta hiểu lầm mình cái gì hay không? Hay là mình có làm cái gì đó người ta cảm thấy không bình an hay không? Cho nên nếu mà họ đánh mình đánh họ, họ giết mình giết họ, thì sẽ không bao giờ dứt. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái tình yêu thương, mình không mang đến cho
họ cảm giác mình là cái sự đe dọa hoặc là sự uy hiếp, thì có thể cái cảm giác ganh ghét hoặc là cái cảm giác mà họ muốn hại mình hay là muốn họ muốn xấu với mình có thể xoa dịu và có thể không còn nữa nếu mà mình dùng tình thương. Còn nếu mà mình dùng cái sự ăn miếng trả miếng thì surely không thấy nó sẽ mang đến cái sự hòa bình và cái sự đoàn kết. Cho nên Kelly nhìn cái gương của Chúa, một người đi trước, một người đã trải qua những cái đau thương trước, và cái cách Chúa dùng tình thương để mà giải hòa những cái sự tội lỗi, ganh ghét, những cái điều xấu, thì Kelly thấy rằng đó là một điều rất là tuyệt vời, và Kelly đang cố gắng học hỏi những gì Chúa làm. Để sao? Để khi mình thương Chúa, mình nói mình thương ai thì mình sẽ nghe lời họ chứ, đúng không? Giống như Kelly nói Kelly thương ba, mà Kelly lại cứ cãi lời ba mà làm cho ba buồn, thì cũng đâu phải là thương. Cho nên khi mà mình thương ba, ví dụ ba muốn mình làm cái này nhưng mà mình không muốn làm, nhưng mà để cho ba vui, hay là để tại vì thường thường ba có kêu mình làm cái gì thì cũng là tốt cho mình thôi. Thì cũng giống như Chúa vậy, Chúa mong muốn kêu gọi mình làm, nhưng mà Chúa không ép mình, Chúa không có đe dọa, Chúa không có buộc mình, nhưng mà Chúa mong chúng ta có thể làm theo lời của Chúa để chúng ta có thể được cứu rỗi. Thì có nghĩa là chúng ta không phạm tội, để chúng ta có sự bình an, chúng ta có cái niềm vui và yêu thương trong lòng, để chúng ta cũng mang cái niềm vui và yêu thương đó đến cho mọi người. Thì đó là cái điều mà Chúa luôn mời gọi chúng ta làm. Thì đó là nơi thứ 12 Chúa Giêsu chốt hơi thở cuối cùng. Và dù cho tới phút cuối trước khi Chúa chết, Chúa vẫn xin cho chúng ta. Và ngoài xin cho chúng ta, Chúa cũng dạy cho chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa. Có nghĩa là chúng ta con người có hạn, chúng ta không phải có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà có những lúc chúng ta sẽ yếu đuối, và nếu mà những lúc chúng ta yếu đuối mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, tại vì khi mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, Kelly hồi xưa không có thói quen cầu nguyện, nhưng mà từ khi anh Nhật mất, mỗi đêm Kelly cầu nguyện 4 năm nay, đêm nào dù cho có làm biếng, có mệt, có buồn ngủ hay là có bất cứ cái gì nữa, Kelly cũng ngồi cái thân dậy mà Kelly cầu xin, cầu nguyện. Và Kelly xin thú thật là trước năm 2020 Kelly không có thói quen đọc kinh, Kelly không có đọc kinh mỗi đêm. Hình như những lúc mà xin Chúa gì hay là khó khăn gì mới xin Chúa thôi, chứ còn ngoài ra rất là bất hiếu, rất là xấu, không có đọc kinh. Kelly chưa có nghiệm ra, chưa có thấm được cái quan trọng của cái sự đọc kinh. Nhưng mà từ lúc anh Nhật mất, rồi xong đó tới lúc mà bị ném đá, rồi xong đó là lúc ba mất, thì mỗi đêm từ năm 2020 tới giờ, Kelly luôn đọc kinh, cầu nguyện trước khi đi ngủ. Và thật sự khi mà Kelly đọc á, Kelly không còn nghĩ là đọc cho mình nữa. Nhiều lúc có thể mà mình làm cho mình thì mình có thể lười, giống như là thường thường các bà mẹ mà mua cái gì cho bà mẹ thì họ không mua, nhưng mà mua cho con hay mua cho chồng hay mua cho gia đình là họ sẵn sàng chi tiền. Đó, có nghĩa là khi mình có cái động lực làm cho một người khác ngoài mình thì mình sẽ làm, cơ hội làm cao hơn. Thì Kelly chỉ biết rằng anh Nhật mất, ba mất, hai linh hồn Domenico và Giuse
luôn cần sự cầu nguyện của chúng ta. Ba cần cầu nguyện, ba cần Kelly cầu nguyện cho ba. Anh Nhật cũng cần Kelly cầu nguyện cho anh Nhật. Và khi mà Kelly cầu nguyện á, Kelly cảm thấy rằng ba và anh Nhật vẫn gần với Kelly. Và Kelly càng cảm nhận là Chúa gần với Kelly hơn, là tại vì chỉ có khi cầu nguyện mình mới nói chuyện với Chúa. Chứ bình thường mình nói chuyện livestream như thế này, hay là nói chuyện với gia đình, bạn bè hay là khách hàng, chứ mình đâu có ngồi mà nói chuyện với Chúa đâu. Chỉ khi mà mình cầu nguyện là cái thời gian đó là mình nói chuyện với Chúa. Và Kelly tin nếu mà mình thành tâm cầu nguyện và xin Chúa vì một đích chung cho mọi người, nếu mà xin cho cá nhân thì Kelly nghĩ hên xui à, chứ không phải là Chúa lúc nào cũng cho. Điển hình là những gì mà Kelly xin riêng cho bản thân mình, Kelly cũng ví dụ mình có xin trúng số, Chúa cũng đâu bao giờ cho đâu. Nhưng mà Kelly cầu xin Chúa cho Kelly được bình an, kiếm tiền được để dành tiền được đi về Việt Nam để thăm các con, thăm đồng bào. Thì quả thật Chúa cho ơn lành là làm không được nhiều tiền, rồi xong rồi còn bị mất tiền, nhưng mà vẫn có tiền để đi về Việt Nam năm vừa rồi và năm 2023. Đó, nghĩa là Kelly cảm giác rằng là những gì mà Kelly xin mà vì một cái gì đó cho cái chung, thì Kelly thấy Chúa nhận lời Kelly. Giống như mỗi lần mà làm sự kiện Taste of Việt Nam, Taste of Southeast Asia, làm ở ngoài trời năm vừa rồi cho cái mùa hè và các mùa trung thu, và ngoài trời là không biết trời nắng hay trời mưa các bạn. Cho nên vì thế Kelly cầu xin Chúa, xin Chúa hãy cho sự kiện mọi sự được suôn sẻ, cho thời tiết tốt. Thì quả thật trong hai chương trình tuần đó thì cứ dự báo thời tiết nói mưa, sấm sét này nọ, nhưng mà cuối cùng Chúa lại ban cho những ngày thật tuyệt vời. Và dù cho có mưa, là những giọt mưa thánh rơi xuống cho mát vào dịp hè. Cho nên những gì mà Kelly cầu nguyện với Chúa, Kelly tin nếu mà nó mang lại cái sự lợi cho một cái cộng đồng, một cái tập thể, cho một cái chung, thì Kelly thấy rất là nhiều lần Chúa đã nhận lời qua sự đồng hành và cầu nguyện của mẹ Maria, cha Diệp, Đức mẹ Măng Đen, các thánh. Và bây giờ có ba Kelly và anh Nhật. Kelly tin là ba và anh Nhật là thiên thần luôn bảo vệ cho Kelly. Cho nên Kelly chỉ cố gắng làm những việc mà mình mơ ước, những ý tưởng của mình và cũng của anh, các anh chị em đồng hành cùng với mình, cầu nguyện và cố gắng làm hết sức khả năng có thể. Còn lại thì mọi sự Kelly đều phó thác trong tay Chúa. Thì đó là nơi thứ 10. Nơi thứ 13, tháo xác Chúa Giêsu. Thì cái chặng đường này á, Kelly chưa có trải nghiệm, cho nên vì thế Kelly không có relate cho cái này được. Nhưng mà nơi thứ 13, tháo xác Chúa, thì nơi thứ 14, tan xác Chúa Giêsu. Cái này thì Kelly cá nhân bản thân chưa trải qua, nhưng mà Kelly đã trải qua cho anh Nhật và cho ba. Lễ an táng của anh Nhật Kelly cũng có tham gia, và lễ an táng của ba Kelly cũng có tham gia. Cho nên chỉ cầu xin cho linh hồn Du Xe Lê Hồng Sơn, linh hồn Domenico Phùng Quang Phúc Nhật và các linh hồn
được an nghỉ ngàn thu các bạn. Và đó là 14 chặng đường thánh giá của Chúa Giêsu. Thì như Kelly nói rằng á, trước 2020 khi mà Kelly đọc cái cuốn sách này hoặc là nghe cái bài Thương Khó hoặc là Ngẫm Đàn Thánh Giá hàng năm đều y như nhau, và 2000 năm nay cũng y, Kelly nghĩ nó cũng y như nhau, không có gì khác. Và Kelly cũng nghe cái này bao nhiêu chục năm rồi, nhưng mà không có năm nào lần đầu tiên trong cuộc đời của Kelly. Năm nay Kelly tham dự cái năm tuần thánh, Kelly đi lễ thứ sáu, chặng đàn thánh giá của Chúa Giêsu, mà Kelly thấy từng lời giảng của cha hôm nay Kelly thấm vô cùng. Và Kelly chỉ xin nhắc nhở với các bạn, qua cái kinh nghiệm cá nhân của Kelly thì các bạn không biết về Chúa, thì Kelly đề nghị các bạn nên tìm hiểu về Chúa. Trong nhà thờ có những lớp tân tòng, có nghĩa là những lớp học về đạo á, thì cha có thể hướng dẫn, các thầy có thể hướng dẫn các bạn để hiểu thêm chính xác về Thánh Kinh. Những gì mà Kelly chia sẻ là chỉ theo cái hiểu biết của Kelly, và nó rất là thấp, rất là đơn giản. Kelly không có cái khôn ngoan và cũng không có cái kiến thức để mà nói chính xác về Thánh Kinh. Kelly chỉ nói theo một cái phương diện của một người mà đi lễ, một người bình thường, một người lớn lên ở bên Canada, không có cơ hội để mà học về Thánh Kinh nhiều, và chỉ học về Thánh Kinh qua cuộc đời và những cái gì mà Kelly đã trải qua trong cuộc sống, kinh nghiệm cá nhân, nhưng kinh nghiệm nhìn thấy những người xung quanh mà Kelly học về Kinh Thánh và những lời mà cha giảng trong nhà thờ khi đi lễ, thì Kelly mới thấm và cảm nghiệm được những lời Chúa nó powerful như thế nào. Và khi mà Kelly đã trải qua những gì mà Kelly đã trải qua rồi, thì Kelly mới cảm nhận được và feel được 2000 năm trước những gì Chúa trải qua. Chúa là người đi trước để làm gương cho chúng ta, Chúa là người đi trước để trải nghiệm, để nói lại cho chúng ta biết rằng cuộc đời là như thế, có những cái đau khổ như thế, và Chúa đã cho thấy những cái đau khổ tận cùng nhất của một con người phải chịu như thế nào. Nhưng mà trong cái đau khổ đó, Chúa đã chỉ cho chúng ta cái đường giải thoát, Chúa chỉ cho chúng ta cái sự bình an, Chúa chỉ cho chúng ta cái ơn cứu rỗi. Cho nên Chúa cho thấy cái problem, mà Chúa cũng cho thấy cái solution. Và cái điều quan trọng là dù cho Chúa quyền năng như thế, Chúa có thể làm tất cả mọi thứ, mọi sự, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta cái sự lựa chọn là chúng ta muốn theo Chúa hay là không theo Chúa. Chúa cho chúng ta cái freedom, và cái đó là cái điều mà quý giá nhất đó các bạn. Trên thế gian này, sống ở đây thì con người ta dễ bị áp lực, bị gia đình, bạn bè, người làm, ông chủ, tiền bạc, của cải. Có nghĩa là cuộc đời này á, trực tiếp hoặc là gián tiếp, chúng ta bị ép, chúng ta bị bắt, chúng ta cảm giác như chúng ta phải giống như là chúng ta phải nghe, phải làm vì quyền lợi của chúng ta, hay là vì cái gì đó cá nhân, hay là vì danh vọng, tiếng tăm. Có nghĩa là cuộc đời này nó có nhiều thứ bắt chúng ta phải làm,
Nhưng mà riêng Chúa, Chúa không bao giờ ép chúng ta làm. Chúa cho chúng ta biết kiến thức khôn ngoan, Chúa cho chúng ta thấy cái gương của Chúa, và Chúa cho chúng ta chọn cái con đường mà chúng ta muốn đi. Thì hồi xưa Kelly chưa cảm nhận Chúa, thì Kelly chọn con đường tội lỗi, Kelly chọn con đường nghĩa là sống chỉ biết bản thân mình, nghĩ mình có thể làm mọi thứ. Nhưng mà qua bao nhiêu cái sự cố trong cuộc đời, Kelly mới thấy rằng là có những thứ cuộc đời mình không khống chế được. Và nếu mình không có ơn Chúa, mình không tin vào Chúa, mình không có Chúa để dựa vào cho cái tâm hồn của mình, thì mình sẽ bị gục ngã. Và khi gục ngã đó, có thể mình không đứng dậy được. Nhưng mà bao nhiêu lần, 3 lần, cũng coincidentally 3 lần Kelly gục ngã như Chúa gục ngã trên đường chặn đàn thánh giá. Thì 3 lần Kelly gục ngã, Kelly cảm nhận rằng Kelly không có một mình. Và Kelly cầu xin Chúa cho Kelly có can đảm để Kelly đối diện với những gì Kelly đang phải đối diện. Kelly xin Chúa cho Kelly có cái khôn ngoan để Kelly những gì Kelly bỏ bớt những cái tính xấu, cái tính ích kỷ, cái tính ăn miếng trả miếng, mà Kelly xin Chúa cho Kelly có cái ơn của Chúa để Kelly có thể xử sự, nói và làm những công việc mà mang tới sự hòa bình, chứ không mang đến sự hận thù và chia rẽ. Cái đó cũng phải cầu xin Chúa đó các bạn. Tại vì những lúc mà nói chuyện hay là những lúc mà mình nóng, mình xử sự, mình có thể làm những việc mà mình hối hận. Nhưng mà mỗi lần mà Kelly tức giận á, hay là mỗi lần mà Kelly gặp khó khăn, Kelly làm dấu thánh giá, Kelly qua một bên, Kelly đọc kinh cầu nguyện. Thật sự đó các bạn nhé. Chứ hồi xưa là không có cái thói quen này đâu, tại vì mình không tin. Nhưng mà bây giờ Kelly tin rằng mỗi lần mà Kelly cần cái sức mạnh, cần cái sự nâng đỡ, thì Kelly cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, Chúa giúp con, Chúa ơi, Chúa à. Kelly cứ cầu xin, cứ kêu Chúa và Đức Mẹ và Cha Diệp, Thánh Du Xe, các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Mẹ Băng Đen. Kelly cứ cầu nguyện với Chúa qua sự cầu bào của tất cả các thánh, để Chúa giúp cho Kelly vững lòng tin, không bị lung lay, tin phó thác vào Chúa là trong cái hoàn cảnh tệ nhất, trong cái khó khăn nhất, Chúa luôn ở với mình và Chúa sẽ giúp mình vượt qua. Thì lúc anh Nhật mất, Kelly ngã lần đầu tiên, Kelly cầu xin Chúa, Chúa giúp cho Kelly đứng dậy. Lần thứ hai, khi mà Kelly bị ném đá, Kelly cũng cầu xin Chúa: Chúa ở cùng con và Chúa giúp cho con có thể mang lại sự hòa bình và mang lại sự bình an cho những người chung quanh con. Thì Chúa cũng nhậm lời. Và khi mà gục ngã lần thứ ba là ba mất đi, thì lúc đó buồn và trách móc và đau lắm các bạn. Nhưng mà Chúa giúp cho Kelly hiểu được rằng là chết đi không phải là hết, nhưng mà ba đang ở một nơi mà ba không còn đau về thể xác nữa, và ba đang chờ Kelly và một ngày nào đó Kelly sẽ gặp lại ba bạn Nhật. Thì Kelly chỉ muốn tóm tắt lại là những gì mà xảy ra với Chúa 2000 năm về trước, và đường đời của chúng ta cũng sẽ giống như vậy. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà mong rằng các anh chị, cô chú, các bác, các bạn khi mà có gặp những sự khó khăn, thì các bạn hãy tìm đến Chúa, tìm về Chúa,
tại vì Kelly là một người đã trải nghiệm, và Kelly xin chia sẻ lại cho các bạn cái trải nghiệm của Kelly. Thì Kelly mong rằng các bạn nào đó có nghe, có coi thì sẽ giúp ích đi được cho các bạn. Đây là một cái video rất là dài như Kelly đã nói từ đầu. Nhưng mà Kelly đã từ lúc anh Nhật mất tới giờ, và sự kiện xảy ra của Taste of Sea hồi năm rồi, Kelly cũng không có dịp để mà Kelly chia sẻ những cái này. Và Kelly nghĩ rằng hồi xưa các thánh cũng nói về cái cuộc đời mà họ trải nghiệm, như là thánh Paulo nè, các thánh trong cái kinh thánh nói lại, kể lại những cái cuộc đời và những cái trải nghiệm và những cái gì họ thấy, họ nghe, họ học, và những cái gì đã làm cho họ thay đổi bằng cách viết xuống như một cái cuốn sách và tờ giấy. Nhưng mà thời buổi này, năm 2024 thì có phone, có camera, có video. Cho nên đây cũng là một cái nhật ký mà Kelly ghi lại và kể lại những gì mà Kelly đã trải nghiệm trong cuộc đời của Kelly. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe một cái video rất là dài. Kelly không nghĩ chắc có ai mà ngồi kiên nhẫn mà nghe cho tới giờ cuối đâu. Nhưng mà có thể sau này khi mà Kelly nằm ngồi ghế lăn đu đưa trong một cái nhà dưỡng lão nào đó, thì Kelly sẽ có dịp coi lại những cái video nhật ký của Kelly, Story of the Day này, thì Kelly sẽ nhớ lại những cái gì mà Kelly đã trải qua trong cuộc đời này, và những cái hồng ân, tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban cho Kelly qua những người thân yêu bên cạnh, và thậm chí những người mà mang cho Kelly sự thử thách, đó cũng là cái hồng ân để Chúa rèn luyện và Chúa giúp cho Kelly hoàn thiện hơn, khôn ngoan hơn và học hỏi nhiều hơn. Và qua những cái khó khăn của Kelly, Kelly sẽ cảm thông cho cuộc khổ nạn của Chúa, để Kelly mến yêu Chúa nhiều hơn và làm theo những lời Chúa dạy. Thì một chia sẻ video rất dài với các bạn. Kelly ngồi nãy giờ mà cũng đau lưng luôn. Cảm ơn, nếu mà có các bạn nào mà có kiên nhẫn mà ngồi nghe tới giờ cuối thì Kelly rất là cảm ơn các bạn. Xin chúc tất cả sắp một ngày mai là ngày Chúa phục sinh. Xin cầu xin qua cái chết của Chúa, qua cái sự hy sinh của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy rằng là tất cả những cái đau khổ, những cái thánh giá mà chúng ta phải vác trên đường đời, nó không phải là lúc nào cũng là cái sự xui xẻo hay là cái xấu đâu các bạn. Tại vì qua cái kinh nghiệm của Kelly, trong những lúc hoạn nạn thật sự mới biết chân tình. Và thứ hai nữa là qua những lúc hoạn nạn, qua những lúc mà khó khăn, mình học ra những cái bài học rất là giá trị và giúp cho mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thật sự nếu mà Kelly không trải qua những cái gì mà Kelly trải qua từ năm 2020 cho tới bây giờ, có thể Kelly không mạnh hơn về đức tin. Dù rằng trước đó Kelly đã tin vào Chúa rồi, nhưng mà Kelly không thấy được cụ thể. Nhưng mà từ năm 2020 cho tới bây giờ, những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của Kelly thì nó cho Kelly thấy rằng những gì xảy ra 2000 năm trước trong Thánh Kinh nói, nó vẫn xảy ra 2000 năm sau. Và Kelly đã không biết gọi là may mắn hay sao, nhưng mà Kelly cảm nhận đó là cái điều may mắn. Là tại vì trong cái xui, trong cái khó khăn, Kelly cảm nhận được bao nhiêu hồng ân mà Chúa ban cho Kelly.
Cho nên các bạn hãy nhớ rằng là trong mọi sự khó khăn mà các bạn phải trải qua trong cuộc sống, có Chúa. Dù cho các bạn có đạo hay là chưa có đạo, hay có đạo mà bỏ đạo như Kelly rồi xong rồi quay lại, hoặc là các bạn chưa bao giờ vào đạo, các bạn không bao giờ muộn và không bao giờ too late để mà các bạn tìm về bên Chúa đâu. Thì Kelly mong rằng là các bạn hiểu rằng, tại vì cái này Kelly lúc xưa không hiểu mà bây giờ Kelly hiểu, là những khó khăn trong cuộc sống, nếu có Chúa thì cái thánh giá của chúng ta nó rất là nhẹ, còn nếu mà không có Chúa thì cái thánh giá của chúng ta nó sẽ quá nặng, và có những lúc chúng ta sẽ bị giả ngục, ngã gục mà không đứng lên nổi. Thì qua cái chết của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa đồng hành cùng chúng ta. Nhưng mà qua cái sự phục sinh của Chúa, Chúa sống lại, Chúa sống lại mang cho chúng ta cái niềm hy vọng là những cái đau khổ nó không ngừng tại đó, mà nó sẽ đem đến cuộc sống đời đời. Vì chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tìm được sự bình an, chúng ta có sự yêu thương, thì cuộc đời của chúng ta nó không còn là địa ngục, ở địa ngục trần gian này nữa. Thì đó là những gì mà Kelly đã cảm nghiệm được trong tuần thánh, trong lễ phục sinh và Good Friday năm nay, mà Kelly đã chưa bao giờ trải nghiệm và hiểu được trong cuộc đời của Kelly từ trước tới giờ. Thì I guess better late than never, right? Không bao giờ trễ hết, quan trọng là mình hiểu thôi, chứ còn hiểu muộn hiểu sớm thì thôi, nếu mà phải mất 41 năm để hiểu thì thà muộn hơn là không bao giờ hiểu. Thì xin chúc bình an đến tất cả quý cụ ông bà và anh chị em. Xin sự phục sinh của Chúa mang lại niềm hy vọng, yêu thương, bình an cho tất cả quý cụ ông bà và anh chị em. Chúng ta luôn nhớ nhau qua lời cầu nguyện. Và xin cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe cuộc chia sẻ rất là dài này. Xin chúc mọi người một buổi tối an lành và Happy Easter quý cụ ông bà và anh chị em nhé. Ngày mai là vọng phục sinh và Chủ nhật là Easter Day, cho nên hàng năm ngày mai là cái kỷ niệm của Kelly, mà Kelly sẽ rất là cảm xúc vào vọng phục sinh năm qua, hồi năm trước, vào vọng phục sinh là ngày mai các bạn. Lúc đó ba trong bệnh viện, mà ba, khi mà Kelly tới thăm ba thì ba cứ nói là ba cứ ao ước được đi rước thánh lễ. Trong lúc mà ba đau đớn nằm ở bệnh viện thì ba chỉ có thể nương tựa vào Chúa về cái tâm hồn của ba. Thì Kelly nhớ rằng hôm đó Kelly dẫn ba đi lễ ở nhà thờ Cha Thái ở St. Jean Francis. Thì ba ngồi, ba dự thánh lễ, nhưng mà ba cứ đau quằn quại. Ba đau lắm các bạn. Ba ngồi mà ba cái bệnh của ba là ba phải nằm. Tại vì khi ba ngồi á, bao nhiêu cái sức mạnh của cái người nó đè xuống thì nó đau ngay cái chỗ mà ba bị ung thư. Cho nên vì thế khi mà ba ngồi, ba đau lắm. Và lúc đó Kelly nhớ rằng là vọng phục sinh là buổi tối. Thì tối thui cái nhà thờ, sau đó ánh sáng thắp lên. Thì Kelly nghĩ rằng ba tìm về bên Chúa để ba tìm được lại cái sức mạnh và tìm niềm an ủi trong lúc cái thể xác của ba bị đau đớn. Thì đó là một cái kỷ niệm mà ba Kelly nhớ khi ngồi đi lễ với ba. Và hai cha con ngồi đó mà dự lễ, Kelly nắm tay ba và an ủi ba, tại vì lúc đó ba đang bị đau trong lúc mà dự thánh lễ. Thì Kelly chỉ nhìn trên cây thánh giá mà Kelly rất là cảm xúc. Kelly chỉ cầu xin Chúa, nếu được, Chúa cho con bị đau cho ba, bớt cho ba để ba có thể ngủ được, để cho ba có thể ăn được. Nhưng mà quá thật,
mỗi người đều một cái thánh giá, mình cũng không có thể xin phát dùng, mình cũng không có thể xin thay thế dùng. Mình chỉ có thể xin, sau thì lúc đó chỉ có thể xin Chúa cho bà có cái sức mạnh và cái can đảm có thể vượt qua những cái cơn đau về thể xác thôi. Thì ngày mai Kelly sẽ đi lễ và Kelly sẽ nhớ tới ba lắm, tại vì vào vọng phục sinh năm trước Kelly vẫn còn có ba ở đây, Kelly vẫn còn đụng được tay của ba, Kelly vẫn còn hôn trên má của ba được, Kelly vẫn còn feel được cái hơi ấm của ba. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ tất cả những gì mà thương nhớ về ba chỉ đó chỉ qua cái đầu của Kelly thôi, trong cái trí nhớ của Kelly. Thì thì ngày mai á là vọng phục sinh, các bạn nào mà VIP, các bạn nào mà VIP parishioner á, các bạn nào mà một năm mới đi lễ một lần á, tại vì cái này là Kelly cũng bị tội hồi lúc xưa, là hồi xưa là Kelly là cái dạng VIP một năm đi lễ hai lần phục sinh và giáng sinh thôi, còn ngoài ra không đi lễ Chủ nhật. Chỉ có khi Kelly từ 2008 thì Kelly mới đi lễ mỗi tuần thôi. Còn ngoài ra thì trước đó Kelly cũng là như các anh chị và VIP, mà Kelly thường gọi là VIP á, đi nhà thờ một năm hai lần, và cái đó là cái điều không nên. Là tại vì lúc đó Kelly cứ cảm nghĩ là mình tội lỗi, mình cứ nghĩ là mình không xứng đáng, cho nên mình không đi lễ hàng tuần, mình chỉ đi lễ hai dịp thôi. Hoặc là lúc đó lười hay là lý do gì không biết, nhưng mà lúc đó là không có đi lễ hàng tuần. Nhưng mà bây giờ Kelly mới biết rằng càng tội lỗi, càng yếu đuối, càng mỏng giòn, càng không bình an trong tâm hồn thì càng đi lễ. Đương nhiên các bạn sẽ chọn cái lễ nào hay là cái nhà thờ nào mà các bạn thấy thích hợp với mình. Hoặc là khi đi nhà thờ nghe cha giảng thì các bạn có thể tùy cái nhà thờ nào. Nhưng mà các bạn cứ nhớ một điều rằng mình đi vì Chúa, mình đi mình gặp gỡ Chúa, mình đi mình cầu nguyện với Chúa, mình đi mình nói mình thương Chúa, thì lời nói không có hành động là lời nói chết. Cho nên Kelly nói Kelly thương ba, thì Kelly đã hứa là nguyên năm nay Kelly sẽ đi lễ hai lần. Một cái là nhà thờ ca đoàn mà Kelly đi là nhà thờ cha tập, còn nhà thờ mà ba đi là nhà thờ cha Thái ở St. James Francis. Kelly sẽ cố gắng Kelly đi thường xuyên để mà đi cầu nguyện cho ba. Cho nên nhiều lúc mình có một cái lý, một cái tác động hay là một cái biến cố gì xảy ra thì mình mới nói thẳng là những người lười như Kelly, những người tội lỗi như Kelly mới siêng hơn. Cho nên Kelly nói ra thì xấu hổ các bạn, nhưng mà đó là sự thật. Mình cũng không có dối lòng, mà cũng không muốn dối, là tại vì Kelly cũng biết là cũng có những bạn cũng nghĩ như Kelly, như Kelly hồi xưa. Nhưng mà Kelly khuyên các bạn là mình càng yếu đuối, mình càng gặp khó khăn, mình càng cần cái tâm hồn mình bình an, thì mình hãy đi nhà thờ nhiều và cầu nguyện với Chúa, đi gặp gỡ Chúa, nghe lời Chúa qua hát ca đoàn, hoặc là nghe lời Chúa khi cha giảng, thì sẽ giúp cho chúng ta mang được sự bình an. Giống như hôm nay Kelly đi lễ thứ sáu tuần thánh, mà cha ông thầy giảng rất là thấm các bạn. Kelly sẽ để cái đường link mà Kelly có thu lại thầy giảng bài hôm nay. Thì Kelly đi mà Kelly thấy rất là bình an, và Kelly đi Kelly thấy Kelly nó giúp cho Kelly
không không tả được các bạn. Nhưng mà các bạn trải nghiệm đi, các bạn đi đi rồi các bạn mới biết. Cho nên nhắc lại là ngày mai là vọng phục sinh, có thánh lễ ở nhà thờ cha tập giáo xứ các thánh từ đạo giáo xứ các thánh từ đạo Việt Nam và nhà thờ cha Thái ở St. Jean Francis, và chủ nhật cũng có thánh lễ. Cho nên các bạn nào mà ở cái khu đường trên Finch hay là trên với Bloor á, thì các bạn nào mà cô chú anh chị em hay các bạn nào mà đi xe bus mà muốn có gian thì có thể nhắn tin cho Kelly. Kelly sẵn sàng chở đi, tại vì chỉ không có lý do, chỉ là nếu mà các anh chị cô chú các bác mà ở cái khu Jean thì cứ liên lạc với Kelly, thì Kelly sẽ mình có thể đi carpool, tại vì đậu xe cũng rất là khó là tại vì đông người. Cho nên anh chị nào, các anh chị em cô chú các bác nào mà đi xe bus hay là các ông bà mà muốn đi cùng thì đừng ngại, trước lạ sao quen, hoặc là nếu quen rồi thì gặp lại nhau, còn nếu chưa quen mà muốn đi lễ thì cứ nhắn tin cho Kelly và Kelly có thể chạy ngang đón. Rồi thôi, xin kết thúc cái chuyện đêm muộn này và xin chào nhé, và xin chúc phục sinh tất cả quý cụ ông bà và anh chị em, và xin Chúa ban muôn ân lành và sức khỏe, bình an và gìn giữ quý cụ ông bà và anh chị em. Rồi xin chào và good night nhé, bye bye. Bye bye.